music licensing reimagine là tất cả các bạn chúng ta lấy giấy bút ra các bạn phải lấy ghi chép cẩn thận vào chứ nghe khơi khơi thì kem ngon nghe một nghìn lần nữa thì cũng chả hiểu gì đâu tốt hết, các em phải thực hiện đúng không học thì phải đi đôi với hành luôn đó là lý do vì sao thầy yêu cầu tất cả chúng ta phải có giấy bút đúng không lấy sách vở ra học cho đàng hoàng tử tế vào đúng không ghi chép cẩn thận vào đó chứ không phải là nghe đâu nghe là chắc chắn sẽ quên nhưng chúng ta ghi chép thì các em sẽ giúp các bạn nhớ lâu hơn đồng ý chưa ok không ạ rồi chúng ta sẽ vào việc luôn các bạn nào hôm nay chúng ta sẽ học hai cái chuyên đề rất là quan trọng được gọi là nguyên hàm hữu tỷ nhá bài tập thì thầy đã có đây cho các bạn rồi đúng không còn bài một này hôm trước thầy đã chữa các bạn phút rồi nhá chữa hết rồi đúng không thì bây giờ chúng ta chuyển sang như thầy phần thứ hai đó thứ nhất của chúng ta đó là nguyên hàm hữu tỷ này đó được chưa các bạn nguyên hàm hữu tỷ thì thực ra thì các bạn cũng biết là nó giống như dạng gì dạng phân số vậy đúng không dạng phân số thì hàm số của chúng ta nó chính là có gì có dạng fx trên cho gì các bạn trên g x đó đúng chưa là nguyên hàm hữu tỷ tức là giống gì dạng một phân số vậy đấy trên gối đấy nhưng mà nó có nhiều dạng lắm các bạn nó có nhiều dạng lắm Hàm số lnx và hàm số Gx có rất rất nhiều dạng, đúng chưa? Và để các bạn có thể cô động lại mà nhớ một cách nó trình tự hệ thống ấy, thì thầy sẽ chia ra cho các bạn làm hai dạng chính. Một là dạng cơ bản, đó. Thứ hai là dạng thường gặp, đúng chưa? Chúng ta có hai dạng chính này. Tất cả chúng ta giấy giấy bút ra chúng ta ghi chép cẩn thận vào thầy nhá. Dạng cơ bản của chúng ta thì bao gồm có những dạng như sau. Thực ra cơ bản, đúng không? Tức là chúng ta nhìn vào một phát là mình có thể làm luôn. Thậm chí các em không học các bạn vẫn làm được người ta đều gọi là dạng gì? dạng cơ bản, đúng chưa? Thì Thầy sẽ lấy cho các em một số cái ví dụ và sau đó chúng ta đúc rút ra công thức này. Cái thứ nhất, các bạn nhớ cho thầy này: một trên đúng không? ax cộng b dx. Đây, cái dạng thứ nhất của chúng ta đây. Chúng ta sẽ có tầm khoảng 4 đến năm dạng cơ bản, đúng chưa? Và tất cả các bạn, chúng ta có thể vào việc được luôn. Đó, cái dạng thứ nhất của chúng ta đây. Nguyên hàm của một trên ax cộng b dx thì các bạn nhớ rằng là thằng này làm sao các bạn nhỉ? Thằng này làm sao đây? nó sẽ thuộc một trong tám hàng thức đáng nhớ mà thầy thuận đã dạy các bạn rồi đúng không đó nó sẽ thuộc luôn rồi có công thức rồi đúng chưa có công thức rồi và khi gặp cái dạng này thì các em có thể làm sao chúng ta ốp công thức ngay và luôn vào đúng không để chúng ta làm luôn vậy nó bằng cái gì nó sẽ bằng 1 trên a đúng không nhân lên trị từ đối của a cộng b đó kết quả chúng ta lúc nào cũng cộng với gì các bạn cộng với c người ta gọi là họ nguyên hà đây là dạng cơ bản thứ nhất mà tất cả các em nhớ giúp thầy đúng chưa Thầy lấy ví dụ cho các bạn như sau Bắt các bạn tìm nguyên hàm của một trên như gì các bạn nhỉ 5 8x Đúng không Đếc chẳng hạn Đó đây là dạng cơ bản thứ nhất Các em nhìn thấy không ạ Vậy 1 trên 5 8x Bản chất nó là gì Nó là công thức Đúng chưa Các em không cần phải đặt được gì hết Không cần phải làm bất cứ một việc gì Chỉ cần nhớ công thức Sau đó chúng ta ốp vào thôi Đúng chưa Vậy trong công thức này thì cần nhớ gì Chỉ cần nhớ A của chúng ta bằng bao nhiêu đúng không nó trong công thức của chúng ta gọi là một trên a và a được gọi là gì được gọi là hệ số đứng chữ x đúng không đó vậy trong bài này a mấy các em bằng năm hay bằng trừ tám nhỉ a của chúng ta trong bài này bằng mấy là bằng trừ tám đó đúng không bằng trừ tám là được thôi nhưng đừng bao giờ bảo là a bằng năm nhé nhớ chưa trong công thức cơ bản thứ nhất thì a của chúng ta luôn luôn được gọi là hệ số đứng chữ x vậy trong bài này nó bằng trừ tám thì các bạn ốp vào công thức cho thầy nó sẽ là bằng mấy các em là bằng trừ một phần tám đúng không nó nhân lên trị tuyệt đối của thằng này luôn đó 5 trừ tám x đúng không tất cả gì các bạn cộng với c các em nhìn thấy chưa đó là ví dụ thứ nhất nhé không cần phải đặt bất cứ cái gì hết chỉ cần nhớ công thức là đã đủ rồi tất cả các dạng cơ bản nó đều nhớ công thức đúng không ạ đó là chúng ta có thể làm được luôn được chưa Tại lấy ví dụ thứ hai cho các bạn như sau tìm nguyên hàm của trừ ba đúng không trên ba x trừ 1 Đấy chẳng hạn Thì làm như nào Làm như nào đây Ngay và luôn khi mà các bạn đọc xong một con nguyên hàm ấy Thì chắc chắn khẳng định là thằng này nó sẽ có công thức Đúng không nó, Nếu như bạn nào mà cẩn thận hơn một chút xíu nữa Thì các bạn để ý rằng là trừ 3 Nó là một con số đúng không Thì rõ ràng nó sẽ không liên quan đến cái quá trình Các bạn tính nguyên hàm Tức là chúng ta có quyền viết là trừ 3 Để nguyên như thế Đúng chưa Vậy bài này sẽ dùng công thức này Đúng chưa Công thức này đây các bạn đóng khung vào cẩn thận nhá. Đó. Đúng chưa? Công thức rất là huyền thoại của chúng ta đây. A bằng mấy các em? A được gọi là hệ số đúng trích thôi thì A của chúng ta bằng mấy? Là bằng 3, đúng không? Vậy chúng ta nhân cho 1 trên A là 1 trên 3. Đó, và nhân lên trị tuyệt đối của chính thằng này luôn là 3x 1, đúng không? Kết quả chúng ta cộng với C. Đúng chưa? rõ ràng là cái này các bạn có thể rút gọn được một tí, đúng không? Ví dụ 3 chia gì các bạn nhỉ? Chừ 3 chia 3 thì bằng 1, nhưng đến đây là có nghĩa là perfect rồi chưa? Đó là dạng cơ bản thứ nhất các bạn nhé. Dạng cơ bản thứ hai, các bạn để ý này. Dạng cơ bản thứ hai. Đó, những dạng cơ bản thì thường ra là chúng ta sẽ dùng cái tư duy để các bạn giải quyết là chính thôi, đúng không? Dạng cơ bản thứ hai mà các em cũng sẽ được gặp rất là nhiều, cực nhiều luôn. Đó là dạng như sau. Nguyên hàm của một số đúng không? Trên cho ax cộng b đúng không? Tất cả mũ alpha đấy chẳng hạn. Đó, cái dạng cơ bản thứ hai của chúng ta đây. Các em nhìn thấy không? Thì bằng cái gì? Thì bằng cái gì? Thằng này làm sao? Thằng này cũng có công thức của nó. Đúng không? Cũng có công thức của nó. Nhưng các em phải nhớ cho bạn cho thầy bài này alpha nó phải khác gì các em? Phải khác một đi. Bởi vì nếu như nó bằng một nó đã trùng với dạng thứ nhất rồi. Đúng chưa? Thì làm thế nào đây? Cái này cũng có công thức thôi đúng không? Để ý này. 1 trên 2 cộng B tất cả mũ alpha thì chúng ta sẽ biến đổi thành AX cộng B tất cả mũ gì các bạn? Trừ alpha. Đó, đúng chưa? Trừ alpha. Chuẩn chưa các bạn? Đúng không? Bởi vì chỗ này ax cộng b tất cả mũ alpha của chúng ta đang nằm dưới mẫu. Khi mình đưa lên trên tử thì phải đổi dấu ở số mũ của nó. Đúng không? Và cái này chắc chắn chúng ta có công thức rồi, đúng không? Bằng gì? Số mũ sẽ tăng thêm một và chia cho chính số mũ đấy đúng không? Đó tức là bằng gì? ax cộng b tất cả mũ trừ alpha cộng 1, đúng không? Vẫn chia cho gì? Trừ alpha cộng 1 cộng c. Đúng chưa các em? Nhưng rõ ràng nó sẽ có gì các em? Có 1 trên a. Đó, đây là dạng thứ hai mà các em sẽ làm một lần duy nhất trên cuộc đời thôi và chúng ta sẽ luôn luôn chúng ta suy ra được. Đúng chưa? Tại lấy ví dụ các bạn như sau. Ví dụ này. Ví dụ nhá. Tìm nguyên hàm của 1 trên cho 3x 4 tất cả mũ 5 dx chẳng hạn. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? 1 trên 3x 4 các bạn nhìn thấy không? 1 trên 3x 4 tất cả mũ 5 đế Đúng không? Đây cũng nó gọi là nguyên hàm hữu tỷ Nhưng về bản chất là cây này làm sao? Nó dùng được công thức Đúng không ạ? Dùng được công thức Đó. Những bạn nào tôi duy tốt thì các bạn có thể nhảy số nhanh hơn Nhưng để làm chi tiết và cẩn thận Thì mình sẽ biết rằng là như sau 3x 4 tất cả một năm Nó đang nằm ở đâu? Nằm ở dưới mẫu đúng không? Chúng ta đưa nó lên trình tử thì bằng gì các bạn? Bằng 3x 4 tất cả mũ mấy các bạn? Mũ 5 đấy Đó Nhớ công thức này không? Công thức này công thức quan trọng nhất này đúng không? Công thức số 1 trong cái bảng 8 hàng thức đáng nhớ về nguyên hàm tích phân mà thầy đã dạy cho các em rồi. Thằng này nó nằm ở số, công thức số 1 luôn, đúng không? Chúng ta có 1 trên A, A đây mấy bằng 3, vậy thầy có 1 phần 3 này, đúng chưa? Nhân với gì? Số mũ sẽ tăng thêm 1. Thằng này mũ trừ 5 đúng không? Thế tăng thêm 1 là mũ mấy? Mũ trừ 4, đúng không ạ? Đó là bằng 3x trừ 4, tất cả mũ trừ 4, đúng chưa? Chia chính số mũ đấy là chia trừ 4 cộng c Xong, các em nhớ chưa đó đó là cái dạng cơ bản thứ hai mà các em cũng nhớ giúp thầy công thức nói nhá đây đó các em nhớ chưa chúng ta có 5 dạng cơ bản nhá ok không ạ <laughs> ví dụ tiếp theo cho các bạn một ví dụ nữa này đây là a nhá đây là b tìm nguyên hàm của trừ bảy đúng không trên cho 5 trừ hai x tất cả mũ hai đấy chẳng hạn đó, các em nhìn thấy không? Tìm nguyên hàm của hàm số Trừ 7 trên 5 trừ 2x tất cả bình Đấy, đúng chưa? Có rất nhiều bạn là bắt đầu lay hoay Vậy để xử lý các bài toán như thế này Nhiều bạn cứ bảo đặt việc này nọ Hoặc vi phân, vi việc Nhưng mà thầy nghĩ là không cần thiết Bởi vì cái quan trọng nhất của học nguyên hàm Là nhìn vào một con mà chúng ta đang cần tìm ý, Mình trả lời được câu hỏi Liệu thằng này có dùng được công thức hay là không? Đó, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm luôn, đó là như sau Bằng này nếu các em nhảy số được thì chúng ta vào việc luôn Còn không nữa thì mình cứ làm từ tốn này Trừ 7 là một số chúng ta có quyền chúng ta đưa ra ngoài Đúng không? 5 trừ 2 tất cả bình nhưng nó đang nằm dưới mẫu, đúng không? Chúng ta sẽ đưa nó lên trên tử thì bằng gì các bạn? Bằng 5 -2x. Môn ấy, môn trừ 2 x tất cả mũ 7, mũ trừ 2 đấy. Đúng chưa? Đó, ok không ạ? Sau đó thì làm sao? Sau đó thì ốp công thức vào. Đúng không? Công thức chúng ta có sẵn rồi. Vậy chúng ta có này, trừ 7 để nguyên này. Đó, 1 trên A là 1 trên mấy Trong những dạng như thế này thì các em chỉ cần xác định chuẩn cho thầy A là bằng mấy là được Ví dụ bạn nào mà bảo A bằng 5 là toang luôn Đúng chưa? Trong tất cả các công thức hàm hợp ấy Thì A luôn luôn được gọi là hệ số đứng trước x Đúng chưa? Vậy A của chúng ta trong bài này bằng mấy các em? Bằng 2 hay bằng 5 nhỉ? Bằng 2 đúng không? Vậy chúng ta có nhân với 1 trên A là 1 trên 2 đó, đúng không? Số mũ sẽ tăng thêm một Tăng thêm một là mấy? trừ 2 cộng 1 là bằng trừ 1. Đúng chưa? Chúng ta có nhé. 5 trừ 2x tất cả mũ trừ 1. Đúng không? Chia chính số mũ đấy là chia trừ 1 cộng C. Đó. Các em nhớ chưa? Và hiển nhiên bằng này. 7 trên 2 nhân trừ 1 này nữa. Tức là bằng mấy các bạn? Trừ 7 phần 2. Đúng chưa? 5 trừ 2 tất cả mũ trừ 1 thì có đúng chính xác là bằng 1 trên cho 5x trừ 2 không? 5 trừ 2 không? Đó. Tất cả luôn luôn cộng với C. Perfect. Xong đúng chưa các bạn nhìn thấy không ạ vậy hai dạng này là hai dạng cơ bản nhất mà khi mà chúng ta gặp một cái bài toán như thế này thì thường là chúng ta có thể vào việc được luôn bằng cách là các em nhớ giúp thầy công thức đúng không biến đổi là dạng này đó được chưa rồi tiếp tục chúng ta chuyển sang dạng thứ ba dạng thứ ba dạng thứ ba thì người ta gọi là hàm số bậc nhất chứ bậc nhất đúng không đây ax cộng b trên cho c cộng d tất cả đế cả đây dạng thứ ba đây đây là một trong những dạng cơ bản nhưng mà nó nằm ở trong gì các bạn? Đã, cơ bản thứ ba, đúng không? Cơ bản thứ nhất này. Cơ bản thứ hai và đây cơ bản thứ ba. Đúng chưa? Thì tất cả những dạng này thì chúng ta làm gì đây? Các em chỉ cần gì? Chỉ cần tách hoặc là chúng ta chia, các em nhớ nhá. Cái này là chúng ta tách này. Hoặc cái gì các bạn? Hoặc chia để chuyển về gì các bạn? Chuyển về dạng 1. Đó. Ok chưa các bạn? Chuyển về dạng 1. Là chúng ta sẽ làm sao các bạn nhỉ? Là ra hết. Đúng không? 7 phần 2 thầy ơi các em nhớ là chỗ này có trừ 1 nữa nhá Để ý vào đúng không <laughs> 7 phần 2 chứ ạ à. Các em nhớ là trừ 7 trên trừ 2 là bằng 7 phần 2 Nhưng chỗ này có trừ 1 nữa các bạn này Đúng không Để ý nhá <laughs> Tiếp tục Đây các em chú ý này Thầy lấy ví dụ các bạn câu 2 này ạ à? Đúng không à, Tìm nguyên hàm của x 3 trên x cộng 2 Các bạn nhớ nhá Thầy ghi đề sang bên này cho các bạn này Ví dụ Câu A Tìm nguyên hàm của x 3 trên x cộng 2 đúng không x trừ 3 trên x cộng 2 dx chẳng hạn. Đó, được chưa? Nguyên hàm này người ta gọi là nguyên hàm phân thức bậc 1 trên bậc 1, 1 đây, rất quen thuộc với các bạn đúng không? Thực ra thì đối với dạng này thì các em có thể làm tách hoặc làm chia thì nó đều như giống nhau. Đúng không? Các em có thể tách nhẹ nhàng như sau. Chỗ này x 3, chỗ này x cộng 2 thì chúng ta tách thành 3 này thành mấy các bạn nhỉ? Chữ 3 để tách làm sao đây? Tách để có một cái giống y xì mẫu đúng không? Vì thế cái 3 thì các bạn nên tách thành gì các bạn? Cộng với hai mà trừ mấy? trừ 5 Tất cả cũng chia đi cộng 2 Đấy Đúng chưa Đó, Tách hay chia thì nó đều giống nhau hết Đúng không Vì kết quả cuối cùng của nó đều bằng X cộng 2 chia x cộng 2 là bằng 1 Đúng không Trừ cho 5 chia x cộng 2 Trừ cho 5 Tất cả trên x cộng 2 Đúng không ạ Nhân với gì Nhân với đế Đúng chưa đó, tách khe chia nó đều ra cùng một kết quả và chắc chắn cái nguyên hàm này chúng ta sẽ tính được. Đúng không? Vì nguyên hàm của một thì bằng mấy? Nguyên hàm của một thì đúng bằng x không? Đó, nguyên hàm của bất kể một số nào thì chúng ta đều thêm x vào, đúng chưa? Vậy, nguyên hàm của trừ 5 trên x cộng 2 thì chúng ta sẽ có luôn là trừ 5 nhân với gì các bạn? Nhân với len trị từ đối của x cộng 2, đúng chưa? Kết quả chúng ta luôn luôn cộng với đít là C, người ta gọi là họ nguyên hàm. Đó, ok chưa các em? Ra kết quả chưa? Là xong thôi, đúng không? Là sao? Các em nhớ nhá. Đó, đây là dạng cơ bản thứ ba. Ngoài ra thì uh, có một số dạng cơ bản nó cũng tương tự như kiểu dạng số 3 nữa, đó là hàm bậc 2 trên bậc nhất. Thầy lấy ví dụ các bạn đây. Câu B đây. Nó rất hay gặp luôn nhưng, nhưng mà để mà các em ngấm được ấy, các bạn thẩm thấu được cái bài toán liên quan đến nguyên hàm hữu tỉ thì thầy khuyên là các em nên học theo từ từ tốn chậm rãi, có nghĩa là các em học theo từng dạng từng dạng một. Thì sau khi mà chúng ta đọc xong đề thì các bạn biết rằng là bài này nó thuộc dạng nào ngay, đúng chưa? Đó, nhớ nhá. Tiếp theo có một bài biến bài toán mà biến tướng của dạng này đó là bậc hai trên bậc nhất đây đúng chưa hai x bình trừ năm trên x trừ hai đây hai x bình trừ năm đúng không tất cả trên x trừ hai đó ok cho các em được chưa tìm nguyên hàm thằng này bậc hai trên bậc nhất đúng không thì các em có một kinh nghiệm như này các em này Đó, kinh nghiệm này nếu như ý, mà nguyên hàm của hữu tỷ bậc trên tử lớn hơn hoặc bằng bậc dưới mẫu thì chúng ta có thể thực hiện gì các bạn phép tách hoặc là chúng ta thực hiện phép phép chia đó ok chưa các em các em nhìn thấy không ạ các bạn chia nhiều nhiều lớp 8 thôi đúng không chia đa thức cho đa thức thì chúng ta luôn luôn thực hiện được và thực hiện ở ngoài nháp đúng không thầy lấy ví dụ các bạn này hai x bình trừ năm đúng không tất cả chia x trừ hai thì hai x bình chia x đúng không thì bằng gì bằng 2 x sau đó các bạn nhân đảo ngược lên này chúng ta có hai x bình luôn trừ mấy các bạn trừ x đúng không? Đặt phép trừ đây. Đó, thì đúng chính xác là bằng mấy? Bằng 4x 5 luôn. Đúng không? Chia tiếp thì chắc chắn là bằng mấy? Cộng 4. Đó, rồi sau đó chúng ta nhân đảo ngược lên, đúng không? 4 nhân x là bằng 4x này. Trừ cho 8 này đúng không? Đặt phép trừ thì chắc chắn cái số dư của chúng ta nó là bằng mấy? Là bằng 3. Các em nhớ chưa? Đó, chia bình thường như kiểu lớp 8 thôi, lớp 8 chia cái này chắc nghìn lần rồi, đúng không? Nhưng quá trình các bạn chia xong ấy thì chúng ta phải biết là như sau. Cái biểu thức này này Sau khi mà chúng ta chia xong nhé Thì nó sẽ là bằng thương Thương là thằng này các bạn này Đúng chưa Cộng với gì Cộng với số dư Chia mẫu Các em nhớ chưa Đó quá trình các bạn chia xong Thì chúng ta phải biết là nó biến đổi thành này Tức là Tức là gì Nguyên hàm này bây giờ nó sẽ trở thành gì Thương là 2 cộng 4 Đúng chưa Cộng với số dư chia mẫu Số dư của chúng ta là 3 đó, chia mẫu là chia cho gì các bạn? Chia cho x trừ 2. Đó. Các em nhớ chưa? Tất cả đóng ngoặc lại gì? Đóng ngoặc lại dx. Chuẩn chưa các em? Đó, thì sau đó thì đương nhiên là mình sẽ tính được rồi, đúng không? Tính nguyên hàm của từng cái một. Các bạn để ý này. Các em để ý này. Là như sau. Nguyên hàm của 2x thì bằng gì? Bằng x bình. Đúng chưa? Nguyên hàm của 4 thì bằng gì? Là bằng 4x đúng không ạ và nguyên hàm của 3 trên x 2 thì chắc chắn là bằng 3 nhân len trị từ đối với x 2 đúng không kết quả chúng ta luôn luôn cộng với gì cộng với c và đây là là perfect các bạn nhớ chưa nhớ nhá học theo thứ thứ tự từng mã từng dạng dạng một đúng chưa đó và đó là ba dạng cơ bản của nguyên hàm gì các bạn nguyên hàm của dạng hữu tỉ đúng chưa ok không ạ nhớ chưa đây các bạn dùng gì view lại thầy này dạng thứ nhất đây thằng này có công thức đúng không Thằng này có công thức Bậc 1 trên bậc 1 Chúng ta tách ra hoặc là chia cho đa thức Thì chúng ta vẫn sẽ gì các bạn Vẫn sẽ quay trở lại dạng một được Đúng không? Và thậm chí bậc 2 trên bậc 1 Chúng ta vẫn làm bình thường được Các em nhớ chưa? Đó, nhớ cho thầy nhá Phải làm cẩn thận thầy đúng không? Thầy lấy cho các em một số ví dụ nữa như sau Thầy lấy cho các bạn một số ví dụ nữa như sau Đây Ví dụ tiếp theo Ví dụ C chẳng hạn Nghe này Tìm nguyên hàm của 3x bình trừ cho 6, đúng không? x cộng 1, tất cả trên x, cộng 1 chẳng hạn, dx. Để... Đó, được chưa? Nguyên hàm hữu tỷ bậc 2 trên bậc 1. Thì các em nhớ cho thầy một cái điều mà thầy muốn nhớ, nhấn mạnh với các bạn đó dính là gì? Là khi gặp các bài toán về nguyên hàm hữu tỷ bậc trên tử cao hơn hoặc bằng, bằng cũng chia, cao hơn cũng chia, đúng không ạ? Đó Thì chúng ta luôn luôn gì các bạn Luôn luôn thực hiện phép chia Các bạn nhớ chưa Chia đa thức cho đa thức Mà chia cái thằng này thì rõ ràng học từ lớp 8 rồi Đúng không Thầy tin chắc là 100% các bạn đang xem live stream đây Bạn nào cũng có thể chia được Đúng không Chia bình thường như con đường hộp sữa thôi Nhá để các em xem này Bậc tử cao hơn bậc mẫu là chia hết Bằng cũng chia Đúng không Đây là trường bậc 2 chia bậc 1 mà thầy vừa dạy cho các bạn xong Đó là như sau 3x bình trừ 6x cộng 1 đúng không? Chúng ta chia cho x cộng một nhá. Đó, thì chia này, bắt đầu các em để ý này, chia này. 3x bình chia cho x thì bằng 3x, đúng không? Nhân đảo ngược lên bằng 3x bình. Đó, cộng với mấy các bạn? Cộng 3x, đó, đúng không? Đặt phép trừ đi. Chúng ta có bằng mấy đây? Bằng mấy? Chư -6x chư 3x thì bằng chư -9x, đúng không? Cộng 1 các bạn hạ xuống dưới. Đó, chia như đúng là bài tập 8 luôn. Đúng chưa? Sau đó thì các bạn lại tiếp tục chia tiếp này, chư -9x chia cho x thì bằng mấy? là bằng trừ 9 đúng không? Chúng ta nhân tiếp tục đảo ngược lên là bằng trừ 9x mà làm sao các bạn? Mà trừ 9 đúng chưa? Các bạn đặt phép trừ thì làm sao? Thì chúng ta sẽ biết ngay số dư của thầy nó chính là bằng 10 đúng không? 1 trừ đi trừ 9 thì bằng 10 đúng chưa? Đó, và sau khi các bạn chia xong thì phải nhớ cái thằng này nhé Thương cộng số dư chia mẫu Đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta chia xong rồi thì các em nhớ cho thầy thằng này này Đó, thương cộng với số dư chia mẫu Được chưa? Tức là cái con nguyên hàm này bây giờ nó sẽ bằng gì? Thương của chúng ta là bằng 3 9 này đúng không? 3 9 này. Đó. Cộng với số dư mà chia mẫu. Đây dư là 10 này đúng không? 10 này. Đó. Chia cho mẫu là chia thằng nào? Chia x cộng 1. Đúng không? Đây. Có đúng chính xác là mẫu của chúng ta là x cộng 1 không? Đó. Đúng không? Là tạo đóng hoặc lại đấy thôi. Được chưa? Và chắc chắn 100% là ra đến đây chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được bằng dây thôi. Đúng chưa? Thầy lấy ví dụ nguyên hàm của 3x bằng mấy các em? Nguyên hàm của 3x bằng gì? Bằng 3x bình trên 2, đúng không? Nguyên hàm của 9 thì bằng gì? Bằng 9x. Đó, nguyên hàm của 10 trên x cộng 1 thì chắc chắn là cộng với 10 đúng không? Nhân len trị đối của x cộng 1. Đó, và kết quả lúc nào cũng cộng với đít gọi là C, người ta gọi là họ nguyên hàm. Đúng chưa các bạn? Ok chưa? Rất nhẹ nhàng tình cảm, đó là bốn dạng mà thầy vừa dạy cho các bạn xong là bốn dạng cơ bản của nguyên hàm hữu tỉ. Là dạng phân thức các bạn nhớ nghe kỹ chưa đó và thậm chí bậc hai trên bậc hai chúng ta vẫn hoàn toàn làm tương tự đúng không thì các em chú ý này bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang thầy phần thứ hai các em ghi chép cẩn thận vào các em nhé các em ơi chúng ta phải ghi chép nhá bây giờ các em nghe thì sẽ quên nhưng ghi vào thì thầy đảm bảo là chúng ta sẽ nhớ rất là lâu ghi cẩn thận vào thầy đúng không không bao giờ có chuyện là ngồi nghe khơi khơi đâu nhé ghi chép cẩn thận vào cơ bản của chúng ta sẽ có những dạng nào dạng 1, dạng 2, dạng 3, dạng 4 đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ là đó, nguyên hàm hữu tỉ thường gặp. Được chưa? Phần 2 nhỏ. Các bạn nghe này. Được chưa? Dạng thứ hai là dạng thường gặp. Đó, trong đề thi các bạn nhé, trong đề thi đấy. Được chưa? À, thần thứ nhất là thằng cơ bản Thực ra thì thằng cơ bản đấy thì chúng ta chỉ cần biến đổi nhẹ nhàng một chút xíu thôi sau đó thì mình làm sao mình ốp công thức vào đúng không đã là làm được ngay nhưng bây giờ chúng ta sẽ có hai dạng cơ bản này các bạn nghe này à, hai dạng thường gặp trong đề thi của các bạn dạng một như sau đây nghe kỹ vào nhá đây là những dạng thường gặp trong đề thi được chưa dạng một của chúng ta là có dạng là một trên cho x bình trừ a bình để x đó Để cho các bạn một trên x bình trừ hai bình đế Đây là dạng cực kỳ hay gặp luôn Cực kỳ luôn Bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ các bạn trước Rồi Sau đó chúng ta sẽ rút ra quy luật làm sao Đúng chưa Thầy sẽ cho các bạn một ví dụ này này Tìm nguyên hàm của một trên x bình trừ 4 Đế chẳng hạn Các bạn nhớ nhá Dạng này là dạng thường gặp luôn Lúc nào cũng sẽ có trong đề thi của các bạn Đúng chưa và chắc chắn là như gặp những dạng này thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ xử lý bằng dây. Đó, xử lý bằng dây. Nếu như mà các bạn đã có một cái hệ thống rồi đúng không? Làm rất là quen thì chúng ta xử lý bằng dây. Các em để ý này. Được chưa? Làm sao đây? Chúng ta nhận xét ở giấy mẫu của chúng ta làm sao? Có hai nghiệm phân con nhà bà biệt luôn. Đúng chưa? Phân biệt luôn. Đó. Và gặp các dạng toán như thế này thì các em sẽ thực hiện thao tác như thế này như sau. Thứ nhất là chiến tử các bạn có thể giữ nguyên ở dưới mẫu x bình trừ 4 thì làm sao có phải là hàng thức hàng hàng thức không x bình trừ 4 là hàng, hàng thức thì nó tách thành x trừ 2 đúng không ạ nhân với gì nhân x cộng 2 đó đóng hoặc lại đi để... chuẩn men cho các em đó chả nhẽ bây giờ mà không biết hàng thức nữa à đúng chưa rồi thì làm sao các bạn nghe này thường gặp các dạng như thế này thì trên tử của chúng ta sẽ xuất hiện đúng không số 1 đó hoặc là một số bất kỳ gì đó cũng được nhưng miễn sao trên tử chúng ta sẽ phải lấy hai thằng này trừ nhau đó các bạn nhớ chưa đây thằng số 1 của chúng ta lấy trừ hai đúng không thằng số 2 lấy cộng hai chúng ta phải lấy hai thằng này trừ nhau. các bạn lấy thích thằng nào trừ thằng nào cũng được đúng không nhưng thường là chúng ta phải lấy để làm sao ra số dương tức là chúng ta tách thành như sau lấy thằng này này đúng không trừ thằng này là trừ x cộng hai đó đóng ngoặc lại trên x trừ hai nhân x cộng hai đủ chưa để Đúng chưa các bạn? Rồi sau đó thì làm sao? Rồi sau đó làm sao? Các bạn kiểm tra lại này. X chữ x thì hết đúng không? 2 mà trừ đi -2 trừ thì bằng mấy các bạn? Bằng 4. Nhưng trong khi đó thằng này chỉ có bằng 1 thôi. Chứng tỏ làm sao các bạn ạ? Nó thừa đi 4. Đúng chưa? Mà thừa 4 thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chia cho 4, tức là nhân với 1/4 ở ngoài này nữa. Đó, đúng chưa các bạn? Thì chắc chắn là nó đã giống cái thằng ban đầu rồi. Chuẩn chưa? Sau đó thì làm sao? Sau đó thì các bạn có quyền chúng ta sẽ biến đổi thành là 1 phần 4 này. Đúng không? 1 phần 4. Các bạn sẽ tách ra thành hai cái thằng gì? hai cái thằng hữu tỷ con. Đúng chưa? Đó là gì? X cộng 2 trên cho x chữ 2 nhân x cộng 2. Thì các bạn tiệt tiêu x cộng 2 đi. Đó đúng không? Đây x cộng 2 này. Chia cho x chữ 2 nhân x cộng 2. Thì có phải là chúng ta tiệt tiêu x cộng 2 đi không? Nó sẽ còn lại là 1 trên x chữ 2. Đúng chưa? Tiếp theo trừ cho này X 2 trên mẫu này Thì cũng hoàn toàn tương tự là làm sao Chúng ta sẽ tuyệt tiêu x 2 đi Nó sẽ còn lại là một trên gì các bạn X cộng 2 Đúng chưa Tất cả để Đó Chuẩn chưa các em Đã chuẩn chưa Và chắc chắn đến đây làm sao Thì mình 100% là sẽ dùng được công thức Đúng chưa Bằng luôn này 1 phần 4 Nhân với gì Nguyên hàm của 1 trên x 2 thì có đúng chính xác là bằng len trị từ đối của x 2 không các em? Đúng chưa? Nguyên hàm của 1 trên x cộng 2 thì có đúng chính xác là gì các bạn? Là len trị từ đối của x cộng 2 không? Đó, tất cả đã ngoặc lại cộng với cộng với C. Đúng chưa? Đó là kết quả cuối cùng thôi. Và đương nhiên là mình có thể hoàn toàn chúng ta rút gọn lại là bằng mấy các bạn? Bằng mấy đây? Len của thằng này trừ len của thằng kia, đúng không? Hai len có nghĩa là có cùng cơ số mà trừ nhau thì trong chương 2 mũ loga thì thầy cũng đã dạy các bạn là chúng ta sẽ biến đổi thành gì? Biến đổi thành chia, đúng chưa? Tóm lại là bằng len trị tuyệt đối của x trừ 2 trên x cộng 2. Đó, đúng không? Kết quả chúng ta cộng với gì? Cộng với C. Chuẩn chưa? Đó là dạng thứ nhất của chúng ta. Dạng này cực cực kỳ hay gặp luôn. Và từ đấy chúng ta có thể rút rút ra thành một cái công thức như sau. Đây là thầy làm mẫu cho các bạn một ví dụ thôi. Từ ví dụ này, các em có thể hoàn toàn chúng ta suy luận ra công thức được Đúng không? Công thức của chúng ta là gì các bạn biết không? Các bạn để ý nhá Chỗ này là bằng mấy? X bình trừ 4 Đúng không? Tức là A của chúng ta bằng mấy các bạn? A của chúng ta bằng 2 Đúng không? So sánh công thức này này Đó, thì các bạn được kết quả là 1 phần 4 Nhân len của x chữ 2 trên x cộng 2 Đúng chưa? Vì thế Vì thế Khi gặp toàn bộ các bài toán như thế này Thì cái mà thầy Thuận muốn dạy cho các bạn đó là gì? Là nó có sẵn công thức rồi Đúng chưa? công thức của chúng ta là như sau Nguyên hàm của 1 trên x bình trừ a bình thì sẽ bằng 1 trên 2a Đúng không? Nhân lên trị tuyệt đối của x trừ a trên x cộng a Đúng không ạ? Kết quả chúng ta luôn luôn cộng với c Người ta gọi là họ nguyên hàm Các em nhớ chưa? Đây công thức rất rất hay gặp trong đề thi của chúng ta đây Đó Các em nhìn thấy không ạ? Bạn đây thầy làm mẫu các bạn một ví dụ thôi Còn đi thi gặp bài này thì cần gì phải tách nữa Mà làm sao? ốp công thức vào đúng chưa? ốp công thức vào rồi sau đó chúng ta sẽ giải quyết ngon ơ luôn đúng không? bây giờ lấy ví dụ các bạn như sau, nguyên hàm của một trên cho gì x bình trừ chín đấy chẳng hạn đúng không? thì các bạn cần gì phải là tách nữa đâu? mình chỉ cần nhớ công thức này thôi đúng không? nhưng đã nhớ công thức thì các bạn phải giải thích rõ công thức đấy. ví dụ trong bài này a của chúng ta bằng mấy? a bằng mấy các em? Đây là x bình trừ 9 Công thức của chúng ta là x bình trừ a bình Thì a của chúng ta bằng mấy A của chúng ta sẽ bằng Bằng 3 Đúng không? Bởi vì 9 là bằng mấy Là bằng 3 bình Đúng chưa? Vậy theo công thức này sẽ là bằng 1 trên 2a Tức là 1 trên mấy các bạn 2 x 3 là 6 Chuẩn chưa? Nhân với len trị tuyệt đối của x trừ a là x trừ 3 Trên x cộng 3 Đúng không? Cách tất cả chúng ta cộng với dc Đó Thế là xong Đơn giản không? Chỉ cần xác định do A là bằng bao nhiêu là chúng ta sẽ perfect luôn. Đúng chưa? Và hiển nhiên nó sẽ có rất rất nhiều trường hợp biến tướng. Mà cái quan trọng nhất khi các em học công thức ấy là chúng ta phải định hình ra trường biến tướng đấy để chúng ta xử lý cho nó nhanh. Đúng không? Thầy lấy ví dụ các bạn như sau. Các bạn xem này. Ví dụ nha. Nguyên hàm của một trên cho một trên gì? X bình trừ 5 đấy chẳng hạn. Đó. Đúng chưa? Ví dụ tiếp theo nhá, chúng ta có 3 ví dụ để các bạn hiểu quá trình các bạn biến tướng dần dần như sau. 1 trên x bình trừ 5 tất cả đúng không? Dx. Theo các bạn, bài này a bằng mấy? A bằng mấy, mấy các em? A bằng mấy? Có bạn bảo a bằng 5 là toang đấy. Đó, a của chúng ta trong bài này phải bằng mấy các bạn? Phải bằng bằng căn 5. Đúng chưa? Bằng căn 5 thì mình dùng công thức này luôn. Tức là nó sẽ bằng 1 trên 2a là 1 trên gì các bạn? 2 nhân căn 5. Đúng không? nhân lên trị tuyệt đối của x trừ căn 5 đó trên cho gì x cộng căn 5 tất cả cộng với gì cộng với c chuẩn chưa đó, nhớ thầy nhá đó, cái quan trọng nhất của công thức là các bạn xác định rõ hệ số a của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu để mình ốp công thức cho nó chuẩn đúng chưa ví dụ số 2 như sau tìm nguyên hàm của trừ ba tất cả trên cho 6 trừ x bình đấy để đây cho biến tướng thứ hai được chưa các bạn đó được chưa trừ ba trên sáu bình đấy như các bạn bảo bài này nó khác công thức trên nó không áp được dụng được đâu thầy nhưng các bạn đã sai rồi chắc chắn 100% là áp dụng được công thức đúng chưa nhưng trước khi áp dụng công thức thì chúng ta phải làm sao chúng ta phải chuyển về dạng giống công thức trước đã đúng không bằng cách như sau trừ ba trên sáu trừ bình thì chúng ta làm sao chúng ta nhân tất cả tử số và mẫu số cho trừ một đúng không? Thì sẽ bằng 3 trên gì các bạn? x bình trừ 6 dx. Để... Đó, chuẩn chưa? Và hiển nhiên số 3 thì các bạn có thể vứt ra ngoài đúng không? Không liên quan, số 3 để nguyên đấy. Đúng không? Đó, nhân với 1 trên cho 2a. Vậy a của chúng ta trong bài này bằng mấy? x bình trừ 6, đúng không? Và số 6 này thì về bản chất nó chính là gì các em? Nó là căn 6 tất cả bình. Đúng không? Căn 6 tất cả bình. Vậy A của chúng ta sẽ bằng căn 6. Được chưa? Vậy chốt hạ lại công thức của chúng ta đây. 1 trên 2A đúng không? 1 trên 2 là 1 trên 2 căn gì các bạn? Căn 6. Đúng chưa? Vẫn là nhân lên trị thứ của x trừ căn 6. Đó. Trên cái gì, gì? X cộng căn 6. Đúng không? Tất cả cộng với C thôi. Đó. Ok chưa các em? Đã hiểu chưa? Các em đã hiểu chưa các em? Nhớ giúp thầy nhá Có rất nhiều trường hợp biến tướng đấy Và nguyên hàm này. Nếu không học bài bản và không học cẩn thận. Thì các bạn sẽ không hiểu gì đâu bởi vì chương này là chương khó nhất trong tất cả các chương về, về 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 toán lớp 12 đúng chưa ngoài khó ra thì nó còn có một cái nữa đó nó nó rộng học và thi nó khác nhau hoàn toàn các em có thể học giỏi bằng rời đúng chưa nhưng chúng ta chưa có kỹ năng để các bạn làm sao ở à, giải trách nhiệm thì chúng ta vẫn không ăn thua không thể đạt điểm cao được các em hiểu chưa tiếp tục trường hợp biến tướng thứ thứ ba nguyên hàm của trừ ba đúng chưa trên cho 2 x bình trừ cho gì các bạn nhỉ 10 dx chẳng hạn đó đây được chưa? sao công nhóm không có công thức này vậy thời có mà trong nhóm có hết rồi đúng chưa đây là trường biến tướng thứ thứ ba đối với công thức này các em nhớ nhé. học công thức nhưng mà các bạn phải hiểu rõ công thức đấy chứ còn nếu mà chúng ta chỉ dừng lại mức là các em chỉ cần nhớ không ấy thì chắc chắn là không ăn thua các em nhớ chưa mà mình phải hiểu rõ công thức đấy đúng không biến tướng công thức đấy thì mình xử lý được hết đây là một trong những dạng biến tướng của nó. Và thầy muốn là các bạn phải nhìn nhận vào con nguyên hàm này ngay và luôn. Một đến ba giây phải ra kết quả. Đó mới là đẳng cấp thực sự của chúng ta cơ. Các em nhớ chưa? Được chưa các bạn? Phải nhớ nhá, đẳng cấp thực sự của chúng ta sẽ làm rất nhanh. Chứ không, bây giờ đặt mà tách thì có mà đến một quýt không ra. Đúng chưa? Làm sao? Để ý này mặc dù là dùng được công thức như bạn bảo thế này ba này cứ dùng được công thức không thầy dùng được nhưng chẳng qua nó biến tướng thôi đúng không mà khi biến tướng thì các bạn phải xuất hiện cái dạng nó giống cái thằng này đã đây công thức huyền thoại đây nguyên hàm của một trên x bình trừ bình đích luôn luôn sẽ bằng một trên hai a đúng không nhân với len trị từ đối của x trừ a trên x cộng a đó là công thức huyền thoại đã có nhiệm vụ của chúng ta là làm sao là các bạn phải đưa về công thức đấy đúng không vậy đưa như nào các em chú ý này nguyên hàm nhá Chỗ này là trừ 3 trên 2 x bình trừ 10 đúng không? Thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ vứt trừ 3 phần 2 ra ngoài. Đó, trong ngoặc sẽ còn đúng là dx. Tất cả trên x bình trừ mấy các bạn? x bình trừ 5. Đó, đẹp trai không? Nó quá đẹp dài luôn đúng không? Không tin các bạn cứ nhân ngược lại đi. Ra đúng thằng này không? Đó, giống không? Chắc chắn 100% nó giống luôn gì nữa. 2x bình này, 2 nhân với trừ 5 bằng trừ 10 này đúng không? Trừ 3 vừa khít luôn. Chuẩn đúng không ạ? Và đây đã xuất hiện công thức giống y dạng ban đầu rồi. Chuẩn chưa? Và trong tất cả các bài toán về nguyên hàm và đạo hàm thì số của chúng ta trả liên quan. Các bạn cứ viết từ đầu đến cuối, đúng không? Trừ 3 phần 2 đây. Đó, để nguyên như thầy nhá. Thằng này, nguyên hàm thằng này có công thức rồi đúng không? Có 1 trên 2a. Nhưng nhớ giúp thầy, trong bài này a bằng mấy? X bình trừ 5 thì a bằng mấy? Cũng hoàn toàn tương tự thôi. A bằng a bằng căn 5, đúng không ạ? Bởi vì x bình trừ 5 thì các em để ý rằng là nó sẽ là bằng x bình trừ căn 5 tất cả bình phương. Tóm lại là A của chúng ta đúng bằng căn 5 không? Vậy, dùng công thức đấy là 1 trên 2A là 1 trên 2 căn 5. Đúng chưa? Nhân len trị từ đối của x trừ, trừ A là x trừ căn 5 trên x cộng căn 5. Đó, tất cả đóng mở ngoặc cộng C. sao Đúng không? Đương nhiên là các bạn làm rút gọn nhưng đến đây là P con nhà bà phê rồi. Chuẩn chưa các em? Đúng không? Rất đơn giản nhưng mà các em phải nhớ quá trình biến tướng của công thức đấy. Đi thi thì hiển nhiên nó không cho các bạn theo kiểu là gì? Ốp để ăn ngay mà các bạn phải dùng kỹ năng biến đổi để chúng ta nhìn nhận ra vấn đề nhìn nhận ra công thức để chúng ta có thể khai triển được các em nhớ chưa và sau bài này sau bài này thì tất cả những cái dạng mà có dạng là một trên x bình trừ a bình dx thì chốt hạ lại đừng bao giờ tách mà làm sao ốp công thức vào đúng chưa đó là dạng thường thường gặp rất là nhiều trong đề thi của các bạn đó các em nhớ chưa ok chưa các bạn đó là dạng thứ nhất nhá chúng ta tiếp tục chúng ta chuyển sang dạng thứ hai thầy dạng thứ hai cực kỳ hay gặp đó như sau cái nghe này dạng thứ hai là dạng nó cũng rất hay gặp trong đề thi đó là nguyên hàm của hàm số như sau x chứ x1 đúng không nhân x1 chứ x2 đó đúng không trên tử của chúng ta là một số hoặc hoặc nhé là hàm bậc nhất đó hàm bậc 1 được chưa các bạn? Các em nghe kỹ này, nghe kỹ vào, nghe kỹ rồi thầy mới giảng cho các bạn theo quy luật được. Mà học bây giờ không phải là bộp chộp đâu. Học là phải có hệ thống bài bản, lộ trình và sau đó học thì phải đi đôi với hành luôn. Đó, tức là học xong các bạn lý thuyết các bạn ngấm được rồi đúng không? Thì mình phải làm sao mình luyện tập thì các em mới nhớ được lâu và phải ghi chép cẩn thận vào thầy chứ không thể nghe khơi khơi được đâu. Được chưa? Các em nghe này. Nghe này. Cái nguyên hàm hữu tỉ đó là gì? Có dạng trên tử là một số hoặc là một hàm bậc nhất nhưng dưới mẫu của chúng ta làm sao? Nó có hai nghiệm phân con nhà bà biển. Đúng chưa? Thì tất cả những dạng này đồ đều có một cách làm chung. Đúng chưa? Tất cả những dạng này nó đều có một cách làm chung. Đó là chúng ta luôn luôn tách thành cái dạng đó là A trên cho x chữ x1 cộng với B trên cho x chữ x2. Đúng không ạ? Rồi tất cả đều ngoặc lại đế Người ta gọi là đồng nhất hệ số Phương pháp này người ta gọi là phương pháp đồng nhất hệ số các em nghe kỹ nhá Đó Tất cả những dạng Mà nguyên hàm hữu tỷ Dưới mẫu của chúng ta có hai nghiệm phân con nhà bà biệt Được chưa Trên tử sẽ là một số hoặc là một hàm bậc nhất Thì nó đều có một cách làm chung Đúng không ạ? Đều có một cách làm chung Đó là nó đều tách ra thành một số A chia cho x trừ định nghiệm đấy Cộng với B trên x trừ định nghiệm thứ hai Tất cả đóng ngoặc lại Đấy để... Đúng chưa? Và sau khi mà các bạn tách ra đến đây rồi Thì chắc chắn chúng ta sẽ tính được nguyên hàm của từng thằng một ra Đó Các em nhớ chưa? Bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ cho các bạn như sau Để lấy ví dụ các bạn nhé à, Đầu tiên là thằng nào nhỉ? Đấy Đúng không? Câu D nhá. Đấy các bạn ghi đây vào này 5 trên 2X chữ 3 đúng không? Nhân với 4 chữ X Đây câu D nhá. Ví dụ đây Nguyên hàm của 5 trên 2X 3 Đúng không? Nhân với gì các bạn? 4 chữ X đúng không? Đó đây 4 chứ đóng ngoặc lại đi để... Các bạn nghe kỹ này Nghe kỹ để thầy thầy sẽ dạy cho các bạn Từng dạng từng dạng một để các bạn biết cách để chúng ta tư duy hệ thống Các bạn nhớ chưa Đúng không? Chúng ta chú ý Đây, đầu tiên đây Chúng ta phải nhận diện cái dạng của nó trước Đúng chính xác là dưới mẫu của chúng ta có hai nghiệm phân biệt không? Không cần biết nó là nghiệm nào Đúng chưa? Đó, trên tử của chúng ta là một số là bằng số 5 thì tất cả những dạng này nó đều làm theo kiểu là mình luôn luôn tách thành a trên x trừ kinh nghiệm đấy to lại là hai trừ ba đó đúng chưa cộng với b trên x trừ nghiệm đấy là bốn trừ x đó đúng không đóng hoặc mở ngoặc lại gì đóng hoặc mở ngoặc lại dx em nhớ chưa đó luôn luôn tách ra như thế này hết nhưng cái vấn đề chính là làm sao để chúng ta tìm được a và tìm được b làm sao đúng không để chúng ta tìm được a và tìm được b bởi vì về bản chất nếu tìm được a tìm được b thì tất cả bài toán này đều có thể ra được ngay và luôn đúng chưa chắc chắn là chúng ta sẽ ra được nếu như các em tìm được a và tìm được b trong đó a và b của chúng ta là các con số người ta gọi là gì là các hằng số đó được chưa các em nhớ nhá trong đó này này a là một b là hai nó là các hằng số tức là con sư tử con start được chưa và thầy sẽ dạy cho bạn cách để tìm a tìm b nó rất là nhanh đúng không nó siêu nhanh luôn nhưng nhớ là chúng ta có hai cách cách một người ta gọi là cách cơm gạo Đúng chưa cơm gạo là các bạn hiểu rõ bản chất một chút xíu đã đó đúng không để các bạn hiểu bản chất nhé sau đó chúng ta mới dưới, chuyển sang cách thứ hai là giúp các bạn có mẹo để chúng ta làm nhanh các em nhớ chưa đó thầy sẽ dạy các bạn cách hai cái hai cách này các bạn chú ý nhá <laughs> đó như sau để các bạn tìm được a và tìm được b thì làm sao thì chúng ta chỉ cần quy đồng nó lên thôi. Quy đồng biểu thức này lên này. Đúng không? Mẫu thức chung của chúng ta nó vẫn là gì các bạn? 2 3. Đúng không? Nhân với 4 x đây. Đó, chúng ta quy đồng lên thì có đồng chính xác là bằng a nhân với thằng này không? a nhân với 4 x. Đó, cộng với b đúng không? Nhân với 2x 3. Đóng ngoặc lại, đúng chưa? Sau đó chúng ta sẽ phá ra như sau. Các bạn để ý này, mẫu vẫn như thế nhá. Vẫn là 2 3. Đúng không? Nhân với 4 x như thế. Đó, nhưng trên tử thì làm sao? Các bạn để ý, Trừ A nhân X. Đúng không? Cộng với B nhân 2X. Thì về bản chất nó là bằng trừ A cộng với 2B đóng ngoặc mở ngoặc nhân X. Được chưa? Nó giống như đặt X làm nhân thực chung vậy. Đó, tiếp tục. Cộng với màu đơn. A nhân 4 là bằng 4A. Đúng không? B nhân trừ 3 tóm lại trừ 3B. Đó. Ok cho các em. Người ta gọi là quy đồng lên. Sau đó thì chúng ta làm sao? Các bạn để ý này, sau đó chúng ta sẽ suy ra thì như sau. Đó là chúng ta sẽ đồng nhất hệ số với nhau. Có nghĩa là biểu thức này này. Đúng không ạ? Và biểu thức này là giống y xì nhau. Đúng không ạ? Là giống y xì nhau. Tức là bắt buộc hệ số đơn chữ x ở chỗ này phải bằng hệ số đơn chữ x ở chỗ kia. Đúng không ạ? Hệ số tự do bằng hệ số tự do. Tức là tất cả thằng tử của nó phải giống y xì nhau. Đúng không? Và các em để ý nhá. Các em để ý này. Chỗ này là hệ số đường chữ x của chúng ta là trừ a cộng 2b đúng không? Trừ a cộng 2b được gọi là hệ số đường x của chỗ này. Đúng chưa? Thì sẽ phải bằng hệ số đứng chữ trước x ở chỗ này. Tức là tất cả tử của nó phải bằng nhau. Nhưng may mắn thay thằng này không có hệ số đường chữ x. Đúng không? Đó, nó chỉ có hệ số tự do bằng 5 thôi. Thì suy ra trừ a cộng 2b của chúng ta sẽ bằng 0. Các em nhớ chưa? Nếu các bạn thích thì viết ra là 5 cộng với gì? Không nhân x. Đúng không? 5 cộng 0 nhân x thực ra thì cũng là bằng 5. Các bạn viết ra như thế này để chúng ta so sánh, đúng không? So sánh hai hệ số chữ, chữ x của chúng phải bằng nhau. Tức là trừ a cộng 2b sẽ phải bằng 0. Đúng chưa? Đó, tiếp tục. 4a 3b người ta gọi là hệ số tự do của thằng này. Đúng không? Bằng hệ số tự do của thằng kia, tức là 4a đúng không? Cộng trừ 3b này. Thì phải bằng mấy các bạn? Bằng mấy? Bằng 5 đó các bạn nhớ cho thầy chưa bản chất người ta gọi là phương pháp đồng nhất hệ số tức là chúng ta cho các hệ số của chúng bằng nhau hệ số đúng trước x của thằng này đúng không ạ phải bằng hệ số tương ứng ở đề bài hệ số tự do phải bằng hệ số tự do thì chắc chắn chúng ta luôn luôn suy ra một hệ phương trình như thế này đúng chưa các bạn tại sao các bạn giải nghiệm nó thôi đúng chưa các bạn tìm ra a bằng mấy a bằng ba a bằng hai đúng không a bằng hai và b một đó, thì sau khi mà ra bằng A bằng 2 và B1 thì chắc chắn 100% là là đề bài này nó sẽ được giải quyết. Đúng không? Thì suy ra làm sao? Đây, các bạn thay vào này. Sau khi bạn tìm được A bằng 2 B1 thì mình thay vào đây. Thì nguyên hàm y này này. Đúng bây giờ nó sẽ trở thành gì? 2 trên 2 3 đúng không? Đó. À, B bằng 1 thì chúng ta có cộng với 1 trên cho 4 chứ đóng hoặc lại tất cả đấy. Đúng không? tìm được A và tìm được B thì chúng ta thay vào đây Sau khi thay vào đây thì nó sẽ trở về các bài toán đánh nguyên hàm cơ bản Tức là chúng ta đã dùng được công thức rồi Chuẩn chưa? Và bằng cái gì? Bằng cái gì? Nó làm sao? Dùng công thức thôi đúng không? Chúng ta có này hai này Đúng không? Nhân với 1 trên A là nhân với 1 phần 2 này Đó đúng chưa? Nhân lên trị tuyệt đối của 2 chữ 3 Đó Đúng chưa các bạn? Tiếp tục cộng với 1 trên chữ 1 đúng không? Bởi vì hệ số a của chúng ta bằng trừ một vẫn là nhân len trị từ đối của gì bốn trừ x đóng ngoặc lại cộng c chuẩn chưa? Và đương nhiên các em có thể làm gọn được rồi hai chia hai hết này đúng không? Nó sẽ còn lại len trị từ đối của hai trừ ba đó trừ đi len đúng không? Len trị từ đối của bốn trừ x kết tất cả cộng với c đó đẹp ra chưa? Ok không ạ? Rất đơn giản đúng không? Cực kỳ nhẹ nhàng và hiển nhiên là hai len trừ nhau thì nó sẽ bằng len của chia. Tức là các bạn có thể viết dưới dạng là len trị từ đối của 2 trừ 3 tất cả trên 4 chữ x đúng không? Đóng ngoặc lại cộng với cộng với c. Đó, các bạn nhớ thấy chưa? Đó là cách cơm gạo của chúng ta. Đúng không? Cách cơm gạo của chúng ta. Hiển nhiên là mình sẽ có một cách làm nhanh. Cách thứ hai người ta gọi là dùng mẹo. Làm rất rất nhanh. Đúng không? Làm mẹ rất rất nhanh mà các bạn không cần phải quy đầu. Nhưng rõ ràng đây là bản chất được chưa? Nhưng rõ ràng đây là bản chất và các bạn có thể hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng cái mẹo này để cho, cho chúng ta có thể giải quyết các bài toán trong đề thi nó nhanh hơn và thầy sẽ dạy cho các bạn về cách mẹo như sau. Để nhá. Đây thầy sẽ lấy cho các bạn một ví dụ này. Uhm, ví dụ nào đây? Đây, được chưa? Trừ bốn trên bốn x bình trừ năm x cộng một đúng không? Câu F nhá. Ví dụ. Tìm nguyên hàm của trừ bốn trên bốn x bình trừ 5x cộng 1. Được chưa các bạn? Đó, bắt các bạn phải tìm nguyên hàm thằng này. Đúng chưa? Đó, thì cái đầu tiên chúng ta phải định hình gì? Các bạn nhìn thấy dưới mẫu này. Trừ 4x bình, trừ 5x cộng 1. Thì có đúng chính xác là có dạng A cộng B cộng C bằng 0 không? À? Đúng không? A cộng B cộng C bằng 0 thì làm sao? Thì nó luôn luôn có hai nghiệm. Đúng không? Phân biệt. Một nghiệm là bằng một luôn nghiệm còn lại là bằng c trên a. Các em nhớ chưa? Thì suy ra này. Cái biểu thức y này nhá, cái con nguyên hàm y này các bạn có thể tách nhẹ nhàng thành -4 này đúng không? Trên gì các bạn? 4x gì đây? Trừ -1 đúng không? Nhân với gì các bạn? x 1. Đó. Đúng chưa? Mình tách ra thôi. Đó, đúng không các em? Mình tách ra thôi. Trừ -4 trên 4x 1 nhân với x 1. Thì hiển nhiên là chúng ta tách ra thì nó vẫn được như thế. Đó, và tách ra để làm gì? Tách ra để các bạn nhìn nhận ra Cái này là chúng ta đã được học rồi Đúng không ạ? Nguyên hàm của một hàm số hữu tỷ Đúng không? Nó luôn luôn tách thành A trên thằng thứ nhất là 4x-1 Cộng với B trên thằng thứ hai Là B trên x-1 Đúng không? Tất cả đóng ngoặc lại để Được chưa các bạn? Nó luôn luôn tách ra như thế này Đó Nhưng làm sao để các bạn tìm được A và tìm được B Thì thầy sẽ dạy cho bạn một cách mẹo như sau để chúng ta suy đặc hệ phương trình luôn thầy dạy các bạn này làm sao các bạn tìm được a và tìm được b đúng không bởi vì về bản chất tìm được a và tìm được b thì chắc chắn nó sẽ ra hết đúng chưa thầy dạy các bạn cách tìm a tìm b nhé đó là như sau các bạn sẽ đánh chéo đúng không chúng ta thấy này a nhân một được gọi là hệ số đối cộng với b nhân bốn đúng không đó đánh chéo các bạn nhá a nhân một này đó cộng với b nhân 4. đó là a cộng bốn b người ta gọi đó là hệ số đường chữ x đúng không? Đấy, A nhân 1 này. Đó, cộng B nhân 4 này, đúng không? Thì đó chính là bằng A cộng 4B. Thì làm sao? Thì sẽ phải bằng 0. Đó, đúng không ạ? Tại sao biết bằng 0? Bởi vì chỗ này nó không có hệ số đúng chứ Bản chất nó cũng là đồng nhất hệ số. Nhưng chúng ta sẽ đánh chéo, thì các bạn sẽ suy ra A và B nó nhanh hơn. Mình không cần phải quy đồng nữa. Đúng không ạ? Mà mình sẽ đưa ra hệ phương trình bằng cách đánh chéo luôn. Đúng chưa? A nhân 1 đó cộng với b nhân 4 người ta gọi nó là hệ số đứng trước x đúng chưa thì bắt buộc nó phải bằng nhau đúng không tiếp theo tiếp tục đến hệ số tự do này hệ số tự do của chúng ta là gì a nhân trừ một là bằng trừ a đúng không a này nhân trừ một này là bằng trừ a cộng b nhân trừ một đúng không b nhân trừ một là trừ b người ta gọi đó là hệ số tự do là không dính dáng để gì x cả đúng không thì sẽ phải bằng hệ số tự do thằng này đó, bằng mấy các bạn? Bằng chữ 4. Đúng chưa? Sau đó thì các bạn sẽ giải ra tìm A tìm B thôi. Đúng không? Các bạn cộng ra cho thầy xem bằng bao nhiêu nào. B của chúng ta mấy? Bằng chữ 4 phần 3. Đúng không? A bằng mấy? A bằng 16 phần 3. Đó. Đúng chưa các em? Và chắc chắn sau khi các bạn tìm được A và tìm B thì cái này nó hoàn toàn y con nhà bà gì luôn. Đúng không? Các em để ý nhá. Vậy chốt hạ lại y của chúng ta bằng gì? A là bằng mấy? Là 16 phần 3 đúng không? 16 phần 3 nhân với 1 trên 4x 1 đúng không? Cộng với B là trừ cho 4 phần 3 nhân với 1 trên x 1 đúng không? Đóng ngoặc lại tất cả đấy. Đó, thế thôi. Sau đó thì dùng công thức đúng không? Chúng ta tất cả là có công thức rồi nên chúng ta có thể làm luôn như sau. 16 phần 3 giữ nguyên này. Đúng không? Chỗ này có 1 trên A là 1 trên mấy? 1 trên 4. Đúng không? Nhân lên trị tuyệt đối thôi. Tất cả những thằng này đều là trị tuyệt đối hết 4x trừ 1 Đúng không? Trừ cho 4 phần 3 Nhân lên trị tuyệt đối của mấy x trừ 1 Đó Đóng ngoặc lại chúng ta cộng với C Đừng người ta gọi nó là kết quả cuối cùng Đúng không ạ? Tất cả các hàm số hữu tỷ Có dạng như này Thì chúng ta đều có quyền các bạn tách thành A và B Tìm được A và tìm B thì chắc chắn nó sẽ ra hết Các em nhớ chưa? Đó, đây là dạng rất cực kỳ hay xuất hiện trong đề thi Người ta gọi đó là hàm bậc 1 hoặc là một số trên cho mẫu có hai nghiệm phân biệt đúng chưa đó và thầy sẽ lấy cho các bạn một ví dụ nếu như trên tử là bậc nhất các bạn nhé em xem này đây trên tử là bậc nhất các bạn nhá thầy lấy ví dụ cho các bạn như sau đây Còn nào đây các bạn nhỉ lấy ví dụ nhá đây câu y đúng không câu y của chúng ta như sau nguyên hàm của 4 x 9 tất cả trên 2 x bình trừ 3 x cộng 1 được. Đúng chưa? Đó. Thế nên làm sao? Các bạn em để ý rằng là với mẫu của nó này a cộng b cộng c bằng 0 thì có mấy nghiệm? Hai nghiệm phân biệt, đúng không? Thì các bạn tách ra nhẹ nhàng như này này. 4x 4, 4x 9 các bạn giữ nguyên nhá. 2x Cộng 1 thì các bạn tách thành gì? 2x 1, đúng không? Nhân với gì? x 1. Đấy. Đẹp ra chưa? Đó, có một nghiệm bằng 1 và nghiệm bằng 1/2. Sau đó thì cái này thì dạng này đã được thầy thuận dạy rồi đúng không? Trên tử là hàm bậc 1 hoặc là một số. Giới mẫu của chúng ta có hai nghiệm phân biệt thì luôn luôn tách thành a trên nghiệm thứ nhất là nghiệm 2x 1. Cộng với b trên nghiệm thứ hai là nghiệm x 1, đúng không? Đóng ngoặc lại tất cả gì các bạn? Tất cả đấy. Các em hiểu chưa? Đó. Ok không ạ? Và nhiệm vụ của chúng ta làm gì? Chúng ta phải tìm a và tìm b. Đúng chưa? Nhiệm vụ của chúng ta tìm a và tìm b. Nhưng làm sao để các bạn tìm được a tìm b? mình luôn luôn suy ra một hệ phương trình ngay và luôn người ta gọi là cách chúng ta dùng gì dùng mẹo các bạn nhớ chưa đó để tìm a và tìm b như sau thực ra thì bản chất nó cũng chỉ là quy đồng thôi nhưng mà nó dùng mẹo này thì nó giúp các bạn không cần quy đồng mà nó suy trực tiếp ra một hệ gì các bạn hệ phương trình để chúng ta tìm a và tìm b luôn cụ thể như sau a nhân một đúng không được gọi là hệ số đứng chữ x cộng b nhân hai tức là hệ số đứng chữ x của chúng ta đó gồm a cộng 2b. Các bạn nhớ chưa? A nhân 1 này là hệ số của x đúng không? B nhân 2 là hệ số của x. Cộng hai thằng này nhân vào với nhau thì bằng mấy các bạn? Bằng với hệ số của x của thằng này là bằng 4. Đúng không? Hai hệ số của x phải bằng nhau. Hai hệ số tự do phải bằng nhau. Đó, người ta gọi là phương pháp đồng nhất hệ số. Các em nhớ chưa? Tiếp tục. A nhân -1 là bằng chữ -a. Cộng B nhân -1 là bằng chữ -b, đúng không ạ? Thì bằng mấy? Bằng với chữ -9. Đó, hệ số tự do phải bằng nhau, hệ số đứng chữ x phải bằng nhau. Thì các bạn sẽ tìm ra a mấy các em? A mấy nào? Các bạn cộng lại với nhau thôi đúng không? Rồi ta tìm a mấy. B của chúng ta sẽ bằng uh, chữ -5 này. Đủ chưa? Đó, a mấy? A mấy các bạn? A bằng 14 đúng không? 14. Đó. Sau khi các bạn tìm được a và tìm b thì chắc chắn sẽ ra được. Đúng không? Chắc chắn sẽ ra được. Tức là biểu thức nguyên hàm này nhá. Bây giờ nó sẽ bằng gì? A của chúng ta là 14 Đúng không? Trên 2 x 1 đây Trừ cho B đúng không? Cộng B đây B bằng trừ 5 này Trừ 5 trên x 1 đúng không? Tất cả đóng ngoặc lại gì các bạn? Đóng ngoặc lại DX Đó và chúng ta vào việc thôi Cái này các bạn có công thức chưa? Tất cả nó đều có công thức rồi đúng không? Các em chỉ cần ốp vào thôi Ví dụ cho này là bằng mấy? 14 chia 2 đúng không? Là bằng 7 Nhân len trị tuyệt đối của 2 1 Đúng không? Trừ 5 nhân len trị tuyệt đối của mấy? X 1 Tất cả cộng với dít là c người ta gọi là họ người nào và chắc chắn đây là gì là perfect em nhớ chưa Đó, chắc chắn đây là gì là perfect đúng không ạ và trên đấy thì thầy vừa giảng cho các bạn là uh, những cái dạng hữu, uh, gọi là hữu tỷ quan trọng đúng không chúng ta sẽ còn thêm một số dạng nữa liên quan đến hàm uh, bậc 3. đúng không và một số bài toán khó hơn có thể là mẫu của chúng ta vô nghiệm thì hôm sau tiếp tục thì thầy sẽ giảng cho các bạn bây giờ đến vậy đến giờ chúng ta sẽ vào trong nhóm vip để chúng ta học các bạn nhé ừ là mình chia sẻ livestream này về trang cá nhân của các bạn để chúng ta có thể lưu lại đúng không? Đó thì các bạn sẽ chắc chắn sẽ có lúc mà chúng ta cần phải xem lại, được chưa? Các em chú ý này. Ngày hôm nay sẽ là phương pháp người ta gọi là vi phân các bạn nhỉ, nghe tên nó lạ vào. Đúng chưa? Đó, vi phân để giải tất cả các bài toán về nguyên hàm tích phân. Đó, chắc chắn là có cả đổi biến có cả gì các bạn, từng phần trong đấy thôi. Nhưng các em cần phải hiểu phương pháp vi phân là cái gì? Một. Kiến thức nền được chưa? Các em chú ý nhá. <laughs> Tất cả các bạn đang theo dõi livestream thì mình nhớ lấy giấy bút ra, chúng ta tĩnh tâm các bạn ghi chép cẩn thận vào. Nói chung Hà Nội không vội ở đâu. Đúng chưa? Các em chú ý này. Chú ý. Trước khi mà chúng ta học đến phương pháp vi phân ấy, đúng không? Thì có một cái kiến thức mà từ trước đến nay đúng không ạ? Các em đã được học rồi. Và cụ thể là cuối năm lớp gì các bạn? Cuối năm lớp 11, đúng không? Đó là vi phân của một hàm số f(x). Đó, Người ta ký hiệu là d của EPIC thì bằng cái gì? À, còn có bạn nào nhớ không? Vi phân của một hàm số EPIC người ta sẽ ký hiệu là d của hàm số EPIC đấy. Đúng không? Thì bằng cái gì các em? Chúng ta muốn đưa ra ngoài chúng ta sẽ tính gì? Tính đạo hàm của nó, đúng không? Và nhân với D nó các bạn nhớ công thức này không? Các em nhớ công thức này không? Đó, công thức này rõ ràng là gì các bạn? Mình được học rồi. Đúng không? Và bản chất của công thức này nó chính là gì? vi phân của một hàm số fx tức là chúng ta muốn đưa cái fx này này đúng không đưa ra ngoài đó người ta gọi là công thức đút ra đút vào đấy đúng không thì chúng ta sẽ tính đạo hàm của nó và nhân với dx thầy lấy ví dụ các bạn như sau ví dụ d của x bình cộng 2x đúng không cộng x1 chẳng hạn thì bằng cái gì các em nhớ nhá d của một hàm số này đúng không thì chúng ta sẽ bằng đạo hàm của nó và nhân với dx tức là bằng cái gì các bạn nhỉ bằng x bình này cộng 2x này đúng không cộng với này tất cả đạo hàm và nhân với d. Thì dễ dàng là mình tính được đạo hàm của nó thôi. Và đạo hàm của nó có đúng là bằng 2 cộng 2 không? 2x cộng 2 đúng không ạ? Nhân với gì các bạn? Nhân với d. Đó, được chưa? Hoặc lấy ví dụ tiếp theo như sau. D của em x bình đúng không? Cộng với 2x trừ 3 đúng không? Thì bằng cái gì? Thì bằng cái gì? Thì các em chỉ cần chú ý là D của bất kỳ một hàm số nào đấy Đúng không? Thì về bản chất Chúng ta muốn đưa cái thằng này ra ngoài Thì chúng ta sẽ tính đạo hàm của nó Đó, các em nhớ cho thầy chưa Tính đạo hàm của nó thì chúng ta sẽ suy ra Nó chính là bằng gì E mũ x bình, đúng không ạ Cộng với 2x trừ 3 Tất cả đạo hàm Và nhân về dx Được chưa các em Đó, Cứ đây của bất cứ một hàm số nào đấy Chúng ta muốn đưa ra ngoài Thì người ta gọi là là gì các bạn Là đút ra ngoài, đúng không Thì mình tính đạo hàm của nó thôi mà đạo hàm của nó thì rõ ràng là công thức này các bạn đã được học lớp 11 rồi, đúng không? MU tất cả phẩy thì bằng gì các em? Bằng U phẩy nhân với MU Đúng chưa? Thì các bạn tính nhầm luôn nhá Nó bằng 2X cộng 2 đúng không? 2X cộng 2 Đó Nhân MU là nhân với MU thằng này luôn Và nhân với gì? Nhân với D Chuẩn men chưa? Nhưng đó chưa phải là vấn đề Cái vấn đề chính là các bạn này Cái này các bạn này Đó Cái vấn đề chính là cái này các bạn này Đó là chính là gì? Đó chính là chúng ta đưa vào D Hãy lấy ví dụ nhá Ví dụ FX Đúng chưa? nhân với d thì bằng d của cái gì? À, đó mới là cái vấn đề các bạn ạ, đúng không ạ? Chúng ta muốn thành thạo được cái phương pháp vi phân thì các bạn phải thành thạo được đúng chính xác hai thao tác người ta gọi đó là đút ra đút vào, đúng chưa? đó cụ thể như sau, lúc này ý, ở trên ấy đúng không? công thức ở trên người ta gọi là vi phân ấy, thì bản chất là chúng ta làm sao? chúng ta đưa ra ngoài, hay người ta gọi là gì? đút ra ngoài thì chúng ta tính đạo hàm, đúng chưa? và ngược lại chúng ta đút vào trong hay nói chính xác hơn chúng ta đưa vào trong D thì các bạn lại tính gì các em tính nguyên hàm đó các bạn nhớ chưa nguyên hàm của fxd các bạn nhớ chưa bản chất nó chính là công thức số 2 đây các bạn nhớ chưa ok không ạ muốn thành đạo được phương pháp vi phân thì các bạn đúng chính xác Ng nghe tôi có vẻ là hơi bậy một tí nhưng mà thực ra thì nó cũng rất là dễ nhớ đút ra ngoài thì các bạn tính đạo hàm đúng không? Đút vào thì chúng ta tính gì? Tính nguyên hàm của nó. Các bạn hiểu chưa? Đó. Ok đúng không ạ? Thầy lấy ví dụ các bạn nhé. nghe này. Ví dụ. Giả sử nhá. 2x đúng không? Cộng 1 nhân với dx thì bằng d của cái gì? D của cái gì? Thì bây giờ chúng ta muốn đưa cái thằng này vào trong d đúng không? Đưa cái thằng này vào trong d thì các em sẽ nhớ một cái nguyên tắc đó là chúng ta đưa vào thì chúng ta tính nguyên hàm. Đúng chưa? Còn đưa ra thì chúng ta tính đạo hàm đó mà nguyên hàm của hai x có đúng là bằng x bình không? Nguyên hàm của một thì có đúng bằng x không các em? đó các em nhớ không ạ? đó chính là kỹ năng để chúng ta đưa ra đưa vào và khi mà các bạn muốn thành thạo được cái này ấy, thì cái phương pháp vi phân này nó rất là đơn giản thôi đúng chưa? tiếp tục lấy cho các bạn một số ví dụ nữa này ví dụ nha đó là gì một trên x đúng không? Dx thì bằng D của cái gì? bạn đã biết không? một trên x dx thì bằng d của cái gì các bạn? Thì chúng ta làm sao? Bản chất là mình đang đưa cái thằng 1 trên x vào trong d thì chúng ta sẽ tính nguyên hàm của nó. công thức đây. Đúng không ạ? Đưa ra ngoài thì mình tính đạo hàm, đưa vào trong thì chúng ta tính nguyên hàm. Mà nguyên hàm của 1 trên x thì có đúng chính xác là bằng gì các bạn? Bằng len trị tuyệt đối của x. Đồng ý không? Tức là d của gì? Len trị tuyệt đối của x. Đó. Chuẩn chưa? Một ví dụ cuối cùng nhá. Thầy lấy ví dụ các bạn này. Nghe này. Cô đích. Đúng không? nhân với đế thì bằng d của cái gì đó đơn giản thôi đúng không bạn nói cho thầy biết không cô đích nhân dx thì bằng d của cái gì cái này phải thật sự thành thạo nhá bởi vì phương pháp vi phân này nó sẽ thật sự đỉnh đúng không giải quyết rất là nhanh tất cả các bài toán về nguyên hàm tích phân nếu như mà các bạn thành thạo cái phương pháp người ta gọi là đưa ra đưa vào của vi phân đúng không câu d này câu c này câu d này nguyên hàm đúng không hoặc là các bạn nhớ là cốt của 3 x cộng 1 nhân x đó thì bằng d của cái gì các bạn trả lời thầy xem nào nếu các bạn trả lời được thì chứng tỏ là phương pháp này các bạn đã rất thành thạo rồi các em cứ để ý cho mà xem tí nữa thầy cho các bạn bài tập đi thì, thì các bạn mới biết là đỉnh cao của nó là như thế nào nhớ chưa có đích đấy đúng không thì bây giờ chúng ta làm sao bản chất của việc d của cái gì ý, đó là chúng ta đang đưa cái thằng cô đích này vào trong d đúng không mà thầy thuận đã dạy các bạn là gì đút ra ngoài thì chúng ta tính đạo hàng đúng không đút vào trong thì các bạn tính gì tính nguyên hàng chuẩn chưa mặc dù nó hơi bậy nhưng mà bản chất nó rất là dễ nhớ chuẩn chưa mà nguyên hàm của cốt thì bằng gì các bạn thì bằng sin đúng không vậy nó chính là d của sin đó kèm nhớ cho thầy chưa d của sin chính xác thế bây giờ cốt của 3 cộng một d thì bằng cái gì <laughs> đó bằng cái gì các bạn đưa vào trong luôn luôn tính nguyên hàm Chuẩn chưa? Mà nguyên hàm của cốt 3x cộng 1 thì có đúng chính xác là bằng 1 phần 3. Đúng không các em? Nhân với gì các bạn? Nhân với sin của 3x cộng 1. Đó. Các bạn nhớ như này chưa? Đó là cái phương pháp người ta gọi là là đút ra đút vào đấy. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng cái phương pháp đút ra đút vào này để giải quyết rất là nhiều bài toán nguyên hàm cực kỳ hay. Đúng chưa? Chúng ta chuyển sang cho thầy phần thứ hai nhá Đó là phần bài tập như sau. Bài tập. Các em nh nghe này. Được chưa? Nhiều bạn bảo mấy cái này bình thường. Ừ, rồi, biết là bình thường đúng không? Bây giờ vào việc thì các bạn mới biết là nó như thế nào. Bởi vì thầy cũng nói cho các bạn rất là rõ rồi, chương nguyên hàm tích phân là chương khó nhất trong tất cả các chương. Đúng không? Bởi vì nó rất nhiều công thức, rất nhiều dạng bài tập. Đúng không? Các bạn em không học cẩn thận thì chúng ta học trước thì cũng sẽ quên sau. Đặc biệt là các em có học bằng rời đi chăng nữa. Đến lúc vào phòng thi thì rõ ràng là rất dễ bị lú, đúng không? Vì thế đó, khi học với thầy Thuận thì thầy yêu cầu tất cả các bạn chúng ta phải lấy giấy bút sách vở ra học hành một cách nghiêm túc và tử tế nhớ chưa đây, bài tập này ok không ạ chúng ta chú ý nhá Đây lấy bài tập cho các bạn luôn bài số 1 tính nguyên hàm của hàm số sau 2x đúng không nhân với x bình cộng 1 tất cả mũ 6 đấy chẳng hạn đúng chưa các bạn nhìn thấy không ạ x, x bình cộng 1 nhá đó nhìn thấy không y bằng chẳng hạn đúng chưa y bằng nguyên hàm của 2x nhân với x bình các bạn nhớ nhé đây x bình này đó các bạn nhớ chưa cộng một tất cả mũ 6 nhân đấy đó các em nhìn thấy không cái con nguyên hàm này thì ngay và luôn thì chúng ta biết là chắc chắn nó sẽ không dùng được cái gì không dùng được công thức luôn đúng không ạ nguyên hàm từng phần cũng chả cần đó và rất nhiều bạn sẽ nghĩ đến một ý tưởng là chúng ta sẽ đổi biến đúng không là các bạn sẽ đặt rồi sau đó thì sẽ là, 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 là đổi cận rồi sau đó lại quay trở về vân vân nó rất là lòng ngoằng thầy muốn dạy cho các bạn trong bài này người ta gọi là phương pháp vi con nhà bà phân các bạn nhớ chưa như bạn đọc đặt chứ không đảo phương pháp vi phân không bất cứ một đặt gì hết mà vẫn làm ra kết quả trong vòng một nốt nhạc thôi đó là đỉnh cao của phương pháp vi phân được chưa không đặt đặt làm gì các em đặt có một quyết sau không ra đúng không ạ đây mới là đỉnh cao các bạn nghe này phương pháp vi phân nó rất là đỉnh nhưng các bạn phải bị biết bản chất của phương pháp vi phân là như thế nào các em chú ý nghe nghe nhá như sau chỗ này x bình cộng một tất cả mũ sáu đúng không? đó à, chúng ta giữ nguyên x bình này đó cộng một này đúng không tất cả mũ sáu chúng ta giữ nguyên thế cái thằng hai x này làm sao hai x này chúng ta sẽ đút vào trong d đúng không ạ? đút vào thì chính xác là bằng gì các bạn? là bằng x bình đúng không ạ? tóm lại là d của gì d của x bình đó các bạn nhớ chưa tính nguyên hàm của x có đúng là bằng x bình không? sai sai đâu mà đúng không? Đưa vào thì chúng ta sẽ tính nguyên nào và các em nhớ chúng ta có quyền cộng hoặc trừ bất kể một số nào đấy ở phía trong D. Đó, ví dụ chúng ta cộng với gì các bạn? Cộng với 1 thì nó vẫn không thay đổi. Bản chất khi các em tính ngược lại thì nó vẫn ra y thằng này luôn. Các em nhìn thấy không? Đó, và đẳng cấp của chúng ta như này các bạn này, đẳng cấp này. Nghe này. Nghe. Bây giờ chúng ta tưởng tượng đúng không? Nếu như bạn nào chưa tưởng tượng được tốt ấy các bạn ngầm hiểu này, các trong cái bài này nó sẽ có một bước người ta gọi là ngầm hiểu, các bạn nhớ chưa? chúng ta cũng còn có một bước người ta gọi là ngầm hiểu. nếu bạn nào làm chưa quen ấy thì các bạn ngầm hiểu như thế này, x bình cộng 1 là t, thì cái này nó sẽ có dạng là gì các bạn? là t mũ 6 nhân với dt. đó, các bạn ngầm hiểu là cái thằng x bình cộng một này nó chính là t, thì thằng x bình cộng một tất cả mũ 6 này nó chính là t mũ 6 đúng không? vậy Nguyên hàm của T mũ 6 DT thì có đúng chính xác là bằng T mũ 7 trên 7 cộng C không? Đó, nếu như bạn nào làm chưa quen thì chúng ta sẽ ngầm hiểu thế này này. Đúng không? Còn nếu như bạn nào đã làm quen rồi ý, thì mình có thể vào việc được luôn. Bản chất thằng này nó chính là gì các bạn? Số mũ sẽ tăng thêm một và chia trình số mũ đấy. Tức là bằng gì? X bình cộng 1 đúng không? Tất cả mũ 7 trên 7 và cộng với C. Đó, các bạn nhớ thấy không? Đơn giản lắm các bạn? Các bạn ngầm hiểu đấy, đúng không? Chúng ta không phải đặt Mà các bạn ngầm hiểu là cái x bình cộng 1 này đang là t Thì cái này nó sẽ có dạng như kiểu là t mũ 6 dt vậy Đúng không? Số mũ sẽ tăng thêm một và chia cho chính số mũ đấy Đó, các bạn nhớ thấy chưa? Một bài toán rất là hay, đúng không? Tiếp tục, làm thành thạo nhá Một vài ví dụ các bạn sẽ ngầm hiểu thôi Cái sẽ hiểu ra thôi, đúng không? Tiếp tục, y bằng này Căn bậc 2 của x bình, đúng không? Cộng với 2x cộng 1 đó, đúng chưa? Nhân với 2x cộng 2 đóng ngoặc lại nhân đế cả hạn. Đúng chưa? Đó, các bạn nhớ nhé, phương pháp vi phân này sẽ được rất nhiều bạn học khá giỏi. Tin dùng, chả ai đạt hết. Không phải đặt biết bất cứ một cái gì thằng tê tiệc gì hết. Mà vẫn làm ra kết quả nó rất là nhanh. Và hiển nhiên nếu các bạn tính được nguyên hàm thì làm sao? Thì tích phân tính được. Có cái gì đâu. Tích phân là nguyên hàm có cận mà. Đúng chưa? Mà nghe cho rõ vào này. Nghe rõ vào nhá. Đây, chúng ta cho ý chú ý này. Đúng chưa? Cách bình cộng 2 cộng 1. Đúng không? Tất cả mũ mấy các bạn? Mũ 1 phần 2. Bởi vì đây là căn bậc 2 mà. Đúng không? Thế là bằng gì? X bình này. Cộng 2 x này. Cộng 1 này. Thì căn bậc 2 có đúng là mũ 1 phần 2 không? Đó. Chuẩn men chưa các bạn? Và cái vấn đề nằm ở chỗ đây. Thằng này nó còn dư ra 2 cộng 2. Thì chắc chắn chúng ta sẽ đút vào gì? Đút vào D đúng không đút vào thì làm sao thầy dạy các bạn là đút vào thì chúng ta tính nguyên hàm và đút ra thì làm sao tính đạo hàm học rồi đúng không vậy nó có đúng chính xác là nguyên hàm của 2 x là bằng gì là bằng x bình đúng không nguyên hàm của hai là bằng gì là hai x đúng chưa và chúng ta có quyền cộng thêm hoặc trừ đi bất kể một số nào vào trong đây thì nó vẫn sẽ không thay đổi đúng chưa và trong bài này chúng ta sẽ cộng thêm mấy các bạn nhỉ cộng thêm một đó hiểu ý thầy chưa chúng ta sẽ cộng thêm một thế nhiều bạn hỏi có thế tại sao biết cộng thêm một vậy? Hay vậy thôi. Bản chất của chúng ta đang cho giống EC thằng cái này này. Đó. Đúng không? Đúng chưa các bạn? Chuẩn chưa? Và bây giờ nếu như bạn nào đang chưa quen ấy, à, chưa quen thì chúng ta ngầm hiểu trước. Các bạn ngầm hiểu một vài lần thì các bạn sẽ sẽ ngộ ra thôi. Chúng ta ngầm hiểu này. Không phải đặt nhé. đây là ngầm hiểu thôi. Đó, đúng chưa? Mình chưa quen thì mình ngầm hiểu vài lần thôi. Đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ vào việc rất là nhanh. Để các em xem này. Xem nhá Các bạn xem thằng này là T Đúng không? Thì có đúng chính xác là nguyên hàm của T mũ 1 phần 2 Nhân DT không? Đúng không ạ? Nguyên hàm của T mũ 1 phần 2 DT Thì cũng giống như nguyên hàm của X mũ 1 phần 2 DX vậy Nguyên tắc là số mũ sẽ tăng thêm 1 Và chia cho chính số mũ đấy Đúng không? Tức là T mũ mấy các bạn? 1 phần 2 cộng 1 là 3 phần 2 Đúng không? Chia chính số mũ đấy là chia 3 phần 2 Và cộng với C Đó đúng không? Để ngầm hiểu đây này nếu như các bạn làm chưa quen thì chúng ta sẽ ngầm hiểu thầy thằng này trước. Còn khi đã làm quen rồi nhá thì chắc chắn chúng ta vào việc được luôn. Bằng. Được chưa? Thằng này là T thì số mũ sẽ tăng thêm một Tóm lại là mũ mấy? Mũ 3 phần 2. Tức là bằng x bình cộng 2x cộng 1 đúng không? Tất cả mũ 3 phần 2 chia cho gì? Chia trinh số mũ lên chia 3 phần 2 và cộng với C. Xong. Đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Các em nhìn thấy không ạ? Rất là đơn giản và cực kỳ vi diệu các bạn nhé Phương pháp này làm rất là đỉnh. Thì các em yên tâm, tí nữa sẽ có các bài toán cực khó mà các em làm làm theo cách này thì nó nó lại ra rất là nhanh luôn các em ạ. Cực nhanh luôn, được chưa? Thầy lấy ví dụ số 3 cho các bạn như sau. Được chưa? Chú ý, chú ý. Và đến đây thì hiển nhiên là các em có thể là giúp gọn được nha, nhưng mà đến đây thì perfect rồi, đúng không? Nghe này. Tìm nguyên hàm của hàm số sau. Nguyên hàm của hàm số sau x bình đúng không trừ 5 x cộng 7 đó trên tử của chúng ta là gì các bạn trên tử của chúng ta là gì các bạn để ý nhá nó bằng gì 4 x trừ 10 nhân x cả hạn đúng không được chưa uhm, cái này có vẻ là hữu tỷ đúng không những hữu tỷ bất lâu <laughs> có hôm qua thì có một số bạn là thầy đã dạy các em rồi đúng không cái dạng này sẽ là dạng mà giống như kiểu là bậc nhất đúng không là trên tử ở dưới mẫu là phương trình bậc hai đó thì chúng ta có thể tách ra theo kiểu là a nhân b gì gì đấy đúng không nhưng vẫn chưa nhanh đúng không vẫn chưa nhanh cái chính là như này các bạn này cái chính là như này chúng ta sẽ sử dụng phương pháp vi phân các bạn nghe nhé tên của nó là phương pháp vi phân hay nói tuyệt ra người ta gọi là phương pháp đút ra đút vào đó đúng không vậy chúng ta sẽ đút như nào đây các em để ý nhá các em để ý này nghe này thế bây giờ chúng ta thử xem nhé nếu như đút cái thằng 4x 10 vào thì nó bằng cái gì? Đúng không? Thì có đúng chính xác là bằng 2x bình mà trừ cho mấy các bạn trừ cho 10x thì nó sẽ không giống được cái dưới. Đúng không? Đó, vậy cái độ tinh tế của chúng ta là như thế này các bạn này. Các bạn xem đạo hàm cái thằng dưới. Đạo hàm thằng dưới thì bằng gì? Bằng 2x 5, đúng không? Mà trên tử của chúng ta là có 4x 10. Vì thế, chúng ta sẽ biến đổi như sau, nó sẽ là bằng 2 đưa ra ngoài. Đó, trong ngoặc sẽ còn lại 2x 5. Đúng không? Trên là thứ ấy. Giới mẫu vẫn là x bình này Trừ 5x này, đúng không? Cộng 7 này, dx này Đó, hiểu chưa? Chúng ta tách thân số 2 ra thôi Tách số 2 ra để làm gì? Để chúng ta đút cái thằng 2x trừ 5 này vào trong D Thì người ta gọi đó là đút gì các bạn? Đút vừa khít luôn, đúng chưa? Vậy bằng gì? Các em để ý nhá 2 này 2 trừ 5 các bạn đưa vào trong D thì bằng D của gì? Tính nguyên hàm, đúng không? Nguyên hàm của 2x đúng chính xác là x bình không? Nguyên hàm của trừ 5 thì là bằng trừ 5x đúng không ạ và hiển nhiên chúng ta có quyền cộng thêm hoặc trừ đi bất kể một số nào thì nguyên hàm của chúng ta sẽ không thay đổi đúng chưa và các bạn sẽ cộng thêm mấy cộng thêm 7 để làm sao để nó giống với dưới mẫu đúng không x bình trừ 5 x đó cộng 7 được chưa đó đẹp ra chưa các bạn đơn giản không thì làm sao bây giờ các bạn ngầm hiểu đây có dạng là đúng là dt trên t không ngầm hiểu đi các bạn ngầm hiểu x bình trừ 5 x cộng 7 của thầy nó chính là t thì cái này nó sẽ có dạng là dt trên t Chuẩn chưa? Mà DT trên T thì cũng giống như kiểu là gì? Là DX trên X vậy Chắc chắn nguyên hàm của nó bằng len trị tuyệt đối của T. Chuẩn chưa? Và tóm lại là bằng 2 nhân len trị tuyệt đối của X bình trừ 5X. Đúng không? Cộng 7. Tất cả cộng với C. Đó. Các em nhìn thấy chưa? Thế là xong. Đúng không? Thế là xong. Đúng không ạ? Nó rất là đơn giản rồi các bạn nhá. Các bạn hiểu thầy câu số 3 chưa? Hiểu chưa? Cái nguyên hàm của DT trên T thì chắc chắn là bằng len trị tuyệt đối của T. Đó, đúng không? Và đây nó sẽ có dạng này các bạn ngầm hiểu là x bình trừ 5x cộng 7 là T thì cái này nó dính là DT trên T thì bằng len trị tuyệt đối của T. Đúng chưa? Cộng với C. Đó, cái đít của chúng ta luôn luôn cộng với C người ta gọi là gì? Họ nguyên hàm đấy. Đúng chưa? Ok không ạ? Nó rất là hay luôn các bạn nhá. Tiếp tục câu số 4 này. Câu số 4. Được chưa? Câu số 4. Thầy lấy ví dụ các bạn như sau nguyên hàm của ln x đúng không cộng một tất cả bình trên x dx chẳng hạn được chưa các bạn ok chưa các bạn đó nguyên hàm của ln x cộng một đúng không trên x tất cả bình dx đó các bạn nhìn thấy chưa các <laughs> em nhìn thấy chưa đó, rất là vi diệu đúng không thôi thì bây giờ làm thế nào bây giờ làm thế nào đây Bản chất của phương pháp vi phân ấy, khi mà các em làm thành thạo rồi thì chúng ta phải tìm cách đúng không? Tìm cách để đưa một cái đó vào trong D. Đó, tìm cách để đưa một cái vào trong D. Để nó xuất hiện cái gì các bạn, xuất hiện cái giống như kiểu đề bài vậy. Chuẩn chưa? Nhiều bạn bảo là bài này dùng phương pháp đổi biến đặt thực ra thì đặt thì vẫn được. Có ai bảo nó không được đâu. Đúng không? Bản chất của cái phương pháp vi phân này về bản chất nó cũng là đổi biến hết, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn gấp 100 lần so với đổi biến nếu như các em thành thạo phương pháp vi phân này đúng không mà bản chất của vi phân là các em tìm cách đưa một cái gì vào vào trong d để nó xuất hiện cái công thức đúng không một trong tám công thức mà thầy đã dạy cho các em đó được cho các bạn vậy đưa cái nào vào đây các bạn biết đưa cái nào vào không biết một phát là chúng ta sẽ perfect luôn chính xác đưa một trên x vào trong d đúng không ạ vậy chúng ta sẽ con này len x cộng một tất cả bình giữ nguyên len x nhá cộng một đúng không bình phương giữ nguyên nhân d của gì 1 trên x đưa vào trong D thì có đúng chính xác là bằng D của gì các bạn? Len x không? Đó, đúng không ạ? Và chúng ta có quyền cộng thêm bất kể một số nào. Đó cộng thêm một Đúng không? Cho nó giống với đề bài. Đúng không ạ? Cho nó giống với đề bài. Và đến đây thì các em có thể hoàn toàn chúng ta ngầm hiểu là gì? Nó sẽ có dạng là T bình DT. Chuẩn chưa? T bình DT thì nguyên hàm của nó sẽ là bằng gì các em? Nó sẽ là bằng T mũ 3 trên 3. Chuẩn chưa? Số mũ sẽ tăng thêm một và chia cho trình số mũ đấy. Đó là những công thức cơ của cơ bản các em phải nhớ nhá. Vậy nó bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái gì? Số mũ sẽ tăng thêm 1. T mũ 3 trên 3 nó chính là len x cộng 1 đúng không? Tất cả mũ 3 trên 3 là cộng với C. Đó, các em nhìn thấy chưa? Đó là ví dụ thứ tư của chúng ta các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là đơn giản thôi nhá. Cực kỳ đơn giản nhá các em sẽ ngấm được phương pháp này thì thầy thề các em luôn làm nguyên hàm tích phân nó đỉnh lắm tích phân nó chỉ bỏ cận mà thôi Đã chả có gì khác cả đúng không ok chưa các bạn tiếp tục câu số 5 nhiều lắm nhiều câu ví diệu lắm các bạn nghe này nghe nhá chúng ta có 2 x đúng không trừ bốn nhân với e mũ x bình trừ bốn x cộng năm đấy chẳng hạn đó được chưa các bạn thành thạo thêm một chút xíu đã nhá từ dễ đến khó yên tâm các em cứ ngấm từ từ thôi cứ dần dần thôi phương pháp này thì thầy nói các em là, là nó đỉnh lắm nhưng mà dành cho những bạn mà yếu sinh lý thì không chơi được đúng không nó sẽ được rất nhiều bạn khá giỏi tin dùng thật đúng không được chưa các bạn à chúng ta chú ý này bây giờ các bạn phải tìm một cách đúng không đã làm theo phương pháp vi phân ấy đã làm theo phương pháp vi phân thì có hai cái yếu, yếu tố mà các em cần phải nhớ đó thứ nhất là mình phải nhớ được tám hàng thức đúng không về nguyên hàm tích phân cơ của cơ bản mà thầy đã dạy cho các em rất rõ rồi đúng không đó là cái thứ nhất cái thứ hai là các em sẽ hiểu rằng là à liệu bây giờ chúng ta đút cái gì vào trong đê đó thế thôi chỉ cần tìm hiểu là cái gì đút vào trong đây là được thôi nhá đấy chưa đúng rồi chính xác rất nhiều bạn ngộ ra rồi các em cực kỳ nhiều bạn đỉnh lắm nói chung là năm nay thầy thầy chắc chắn với các bạn một điều rằng là 2 k 3 có rất nhiều bạn đỉnh chỉ nhìn lướt qua là các em đã hiểu vấn đề ngay lắm, nhanh lắm, tức là đối thủ rất là đông đúng không? nhưng mà toàn đối thủ giỏi rồi, <laughs> chắc chắn với các em một điều luôn, đúng không? vậy chúng ta sẽ làm sao đây? có rất nhiều bạn sẽ ngộ ra đó là chúng ta sẽ đưa 2x 4 này vào trong D, đúng không? nó sẽ còn lại gì? cái này giữ nguyên nhé, e mũ này, x bình trừ 4x cộng 5 chúng ta giữ nguyên đúng không? đưa 2 trừ 4 vào trong D thì chắc chắn chúng ta sẽ đi tính nguyên hàm của nó, mà nguyên hàm của 2x là bằng x bình đúng không? nguyên hàm của trừ 4 là trừ 4 x đúng không? và chúng ta có quyền cộng thêm hoặc trừ đi bất kể một số nào đúng không? thì vi phân của chúng ta không thay đổi và chúng ta cộng thêm 5 để làm gì? nó giống đề bài đúng không? đó thì bây giờ các bạn làm sao? nếu như bạn nào đang còn hơi yếu sinh lý thì các bạn ngầm hiểu là cái thằng này này chính là t đúng không? thằng này chính là gì? là e mũ t nguyên hàm của e mũ t dt đúng chưa? thì cũng giống như kiểu là nguyên hàm của gì? e mũ dx vậy Chuẩn chưa? Có hiểu không? Bây giờ nguyên hàm của MX là cái thằng nguyên hàm mà dễ nhất trên cuộc đời này. Bởi vì nguyên hàm bằng đạo hàm bằng hàm số gốc chỉ có một hàm số duy nhất đó là MX. Hiểu chưa? Vậy nguyên hàm của MUTDT chính là bằng MUT đấy. Đó, vậy trong bài này nó chính là bằng MUT tức là em mũ gì các bạn? X bình trừ 4x cộng 5. Đúng không? Kết quả chúng ta cộng gì? Cộng với C. Thế là xong rồi Đúng không? Các bạn nhìn thấy đơn giản không cần phải đặt được gì hết không cần đặt được bất cứ một cái gì hết mà chúng ta luôn luôn làm được một cách rất rất nhanh đúng chưa các bạn đó ok chưa những bạn nào đang theo dõi livestream thì các em nhớ là chúng ta chia sẻ về sau đó chúng ta sẽ xem lại hoặc là các bạn sẽ ngấm lại một số cái phương pháp mà thầy dạy cho các em rất kỹ đúng không yêu cầu là chúng ta phải chia sẻ về nhá không có thì sau livestream thì thầy sẽ ẩn mất hoặc là bị trôi mất livestream này thì chúng ta sẽ không tìm lại được cái video này nữa đó là lý do vì sao trong mỗi buổi livestream thì thầy phải căn dặn cho các em rất kỹ nhớ chưa số 6 Nghe này Nghe nhá Tìm nguyên hàm của Sin mũ 6x Đúng không? Nhân cốt x Nhân đế à, Các em nhìn thấy chưa? Đúng không? Bây giờ như bạn bảo em ngồi đặt thì Đặt thì có mà đến Tết cũng không ra Đúng không ạ? Chả ai làm đặt hết Đúng chưa? Nó phải làm gì? Nó làm vi phân Vi phân là đại diện cho từ vi diệu đúng không ạ và các em thành thạo phương pháp này thì thầy tin là chúng ta sẽ làm thì chúng ta sẽ yêu nguyên hàm tích phân ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn đúng chưa ok không ạ vậy chúng ta sẽ làm sao đây nhiệm vụ bây giờ chúng ta tìm một cái gì đấy để các bạn đút vào để <laughs> muốn học tốt phương pháp vi phân đúng không thì các bạn tưởng tượng và cố gắng đúng không cố gắng tìm một cái để các bạn đút vào trong đây thì bây giờ chúng ta đút cái thằng này thằng nào đây à đúng rồi chính xác chính xác đó nhiều bạn làm rất đỉnh luôn đó là chúng ta làm sao chúng ta đưa cái cốt x này vào trong d đúng không vậy nó sẽ là gì đây sin mũ 6x đúng không nhân với d của gì nguyên hàm của cốt thì bằng gì các bạn đạo hàm của cốt thì bằng trừ sin đúng không vậy nguyên hàm của cốt thì chúng ta bỏ dấu trừ đi tức là chỉ bằng gì các bạn chỉ bằng sin thôi đó hiểu chưa sau đó mình ngầm hiểu thôi nếu bạn nào mà làm tốt rồi thì chúng ta đều có thể vào việc luôn nó giống như kiểu là gì các bạn t mũ 6 dt đúng không? T mũ 6 DT thì sẽ là bằng T mũ 7 trên 7, chuẩn chưa? Đó, vậy trong này nó sẽ là bằng sin mũ 7, đúng không? X trên 7 và cộng với C. Các em nhìn thấy không ạ? Được chưa? Đó là cái bản chất của phương pháp vây phân, các em làm thấy lúc cực kỳ ví diệu luôn. Làm tất cả các bài toán khó luôn các em ạ. Bây giờ thì thầy sẽ lấy cho các em một số ví dụ liên quan bài tập các bạn nhé. Nó rất là hay, đúng không? Nhớ chứ thầy nhé. Đút ra, đút vào là các bạn phải tính gì các bạn? Tính nguyên hàm và tính đạo hàm. Nhưng cái quan trọng nhất khi mà các em đã thành thạo phương pháp vi phân rồi, đúng không? Thì các em phải biết là chúng ta sẽ đưa cái gì vào trong d Đó, mình nói hơi bậy thôi nhưng mà đó là cái cách để chúng ta có thể dễ nhớ hơn nhá. Đó, ok không ạ? Được chưa các bạn? Được rồi chúng ta sẽ xử lý thầy một số con như sau. Thầy lấy ví dụ nhá. Đây. Bài số 4 này đúng không? Bài số 4 thầy lấy cho các bạn ví dụ nhá, ví dụ ai hả? Đúng không? có A đây. Tìm nguyên hàm của 9x bình Đúng không? Nhân với x mũ 3 trừ 6 tất cả mũ 5 nhân với dx. Được chưa? Ok không ạ? Đấy. <laughs> Các em nhìn thấy chưa? Một bài toán rất là hay thì nếu như bạn nào mà chưa học phương pháp vi phân này thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian các bạn phải tìm cách để chúng ta đặt này đúng không rồi sau đó lại tìm nguyên hàm của t rồi sau đó lại quay trở về chúng ta sẽ trả về kết quả cũ người ta gọi là phương pháp đổi biến thực ra thì phương pháp đổi biến thì thầy cũng đã dạy các bạn rồi đó nhưng mà nó cũng tùy theo từng bài thôi đúng không tùy theo từng bài đó nhưng mà các bạn làm được phương pháp vi phân này thì nó cũng rất là hay nhá ok chưa các bạn <laughs> ok chưa cái quan trọng nhất thầy hỏi các bạn này thầy hỏi các bạn nhé thầy sẽ dạy các bạn kinh nghiệm là khi nào biết đưa cái gì vào trong đề các em cứ làm tầm khoảng chục bài đã rồi sau đó thì thầy sẽ dạy cho các bạn kinh nghiệm đúng không kinh nghiệm nó không tự nhiên mà có đúng không mà nó phải là gì trải nghiệm mới sinh ra kinh nghiệm các em nhớ nhá đó là cái câu chân lý của chúng ta đúng không làm bài tập nhiều đúng không nó chúng ta trải trải nghiệm nhiều đó chúng ta va vấp nhiều thì mới rút ra được kinh nghiệm chứ kinh nghiệm không phải là gì tự nhiên nó sinh ra đâu nhớ chưa à đúng rồi đúng rồi chính xác chính xác có nhiều bạn đỉnh thật Vậy làm sao để biết Làm sao để biết là đưa cái gì vào trong Thì chúng ta sẽ có một cách này các bạn này Nghe này Khi gặp các bài toán khó ấy Khi gặp các bài toán khó ấy Thì các em chỉ cần trả lời câu hỏi đó là Nếu như bài này làm theo phương pháp đổi biến Thì liệu chúng ta đặt cái gì bằng T Đó các bạn chỉ cần trả lời câu hỏi đấy thôi Đúng không Thì có phải là nếu như làm theo phương pháp đổi biến Thì chúng ta sẽ đặt x mũ 3 trừ 6 thằng này bằng T không Đúng không ạ Vì thế chúng ta phải đưa vào để xuất hiện cái thằng T này đó, đúng rồi Đưa cái gì vào để xuất hiện? Thằng T này đó là đưa 3x bình vào trong D. Đúng không? Mà chỗ này là 9x bình thì các bạn tách ra như này các bạn này. 9 nhân x bình đúng không? Thì bằng 3 nhân 3x bình. Đó, nhân với x mũ 3 trừ 6 tất cả mũ 5 dx. Đúng chưa các bạn? Thì làm sao? Chúng ta cứ đưa 3x bình vào trong D thôi thì đúng vừa khít cái thằng T luôn. Đúng chưa? Vậy chúng ta có này. 3 các bạn giữ nguyên nhé. Đó, x mũ 3 đây, đúng không? trừ 6 giữ nguyên Tất cả một năm giữ nguyên Đúng chưa? Nhân với D của gì? 3 x bình này đưa vào trong D Thì có đúng chính xác là bằng x mũ 3 Chuẩn chưa? Nguyên hàm của 3 x bình là bằng x mũ 3 mà Chúng ta có quyền cộng thêm Hoặc trừ cho cùng một số Thì không thay đổi Đúng không? Và chắc chắn chúng ta sẽ trừ cho 6 Đó Các em nhìn thấy chưa? Các em nhìn thấy không ạ? Và đây nó sẽ có dạng này Bây giờ các bạn ngầm hiểu thôi Ngầm hiểu nhé. Ngầm hiểu Không phải đạt Đúng không? Ngầm hiểu để làm gì để cho các bạn quen đã nhá. Cái này nó có dạng như kiểu là nguyên hàm của 3 nhân t mũ 5 dt vậy. Đó, các bạn hiểu như thế không? Ngầm hiểu thôi nhé, bởi vì chúng ta đang xem thằng này là t. Thì thằng này là dt. Hiểu không? Thì có đúng chính xác là nguyên hàm của 3t mũ 5 dt thì là bằng sao? Thì bằng 3t mũ 6 trên 6 cộng c. Đúng không? Có đúng như thế không? Nguyên hàm của 3 t mũ 5 dt thì chính là bằng 3 t mũ 6 trên 6 cộng c. Chuẩn chưa? Vậy thằng này cũng thế thôi. Chúng ta ngầm hiểu xong rồi chúng ta vào việc luôn. Bằng 3 này nhân với gì? T của thầy nó là x mũ 3 trừ 6 đúng không? Tất cả mũ 6 trên 6 cộng với c. Đó, perfect. Xong. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Và hiển nhiên các em có thể làm gọn được. Ví dụ 3 chia 6 thì bằng 1 phần 2. Cái đó thì ai cũng mà chả biết. Đúng không? Nhưng thầy nghĩ là đến đây chúng ta thấy là gì? Là perfect rồi. Đúng chưa? Đó là câu A của chúng ta các bạn nhìn thấy không? Tiếp tục con B Tiếp tục con B nha Đúng chưa các bạn nhìn thấy chưa Đây là kết quả cuối cùng này Đúng không đây là kết quả cuối cùng Nó rất là vi diệu luôn nhá Chúng ta tiếp tục con B như sau Nguyên hàm của x mũ 3 đây Đúng chưa Nhân với căn bậc 3 Của 16 chữ x mũ 4 16 chữ x mũ 4 Đúng không Nhân với DX chẳng hạn Đó Đúng chưa các bạn đó nhìn có vẻ rất là loằng hoàng đúng không <laughs> loằng hoàng phết đấy đúng chưa đúng chưa đúng chưa nhìn nhiều nhìn có vẻ loằng ngoằng đúng không nhưng mà thầy dạy cho các em thì chúng ta thấy là perfect luôn đúng chưa thầy dạy các bạn này dạy các bạn này liệu cái này, bài này chúng ta nên đưa cái gì vào trong đây muốn biết đưa cái gì vào trong đây thì các em xem nếu như làm theo phương pháp đổi biến thì các em sẽ đặt cái gì bằng t đó chỉ cần đơn giản thế thôi đúng không thì các em để nhá thầy dạy các bạn này chắc chắn chúng ta phải đưa x mũ 3 này vào trong đây rồi bởi vì nếu như làm theo phương pháp đổi biến ấy thì chúng ta có quyền các bạn đặt toàn bộ căn này bằng t hoặc biểu thức dưới căn bằng t đó có đúng không đó là cái nếu như phương pháp đổi biến thì các em đều hiểu là chúng ta phải đặt cái gì bằng t rồi đúng không thì chắc chắn là chúng ta phải đưa cái thằng còn lại vào trong d đó đúng chưa vậy chúng ta sẽ làm thầy như sau các em xem này nghe nhá cái này nó rất là vi diệu căn bậc 3 của 16 sáu trừ x mũ bốn thì có đúng chính xác là bằng 16 sáu trừ x mũ bốn tất cả mũ 1 phần 3 Có đúng không? Thì căn bậc 3 là mũ 1 phần 3 là gì nữa Căn bậc 2 là mũ 1 phần 2 Đúng chưa? Nhưng nhớ này Khi mà các bạn đưa x mũ 3 vào trong D ấy, Đúng chưa? Đưa x mũ 3 trong, vào trong D thì nó bằng x mũ 4 trên 4 mất rồi Mà mục tiêu của chúng ta Đó sẽ là làm sao đấy để, để các bạn xuất hiện thằng này này Đúng không? trong D của chúng ta bắt buộc phải xuất hiện thằng này thì thầy dạy các bạn một cách rất là vi diệu luôn đó là chúng ta bằng luôn D của thằng đấy là 16 trừ x mũ 4 đó à, đúng chưa như bạn hỏi ơ sao vi diệu vậy thầy à đây cái này mới hay này đúng không mục đích của chúng ta đưa vào trong D bắt buộc phải xác định rằng thằng này phải là T thì mới làm được đúng không nhưng mà thằng này x mũ 3 thì làm sao thì chúng ta sẽ làm ngược lại thôi ví dụ này D của 16 trừ x mũ 4 thì làm sao? Các em nghe nhá, nghe này. Đó, theo như phương pháp mà thầy dạy các bạn ấy, d của 16 trừ x mũ 4. Đúng không? Thì có đúng là bằng đạo hàm của nó nhân đế không? Mà đạo hàm của nó thì bằng trừ 4 x mũ 3 nhân đế x. Chuẩn chưa các bạn? Chuẩn chưa? Nhưng chỗ này nó chỉ có x mũ 3 thôi. Thì làm sao? Nó đang dư đi trừ 4. Chuẩn chưa các bạn? Nó đang dư đi trừ 4 thì chúng ta chỉ cần gì? Chúng ta chỉ cần bớt đi trừ 4 là được. Đúng không? Thì đồng nghĩa việc của chúng ta nhân gì? Nhân trừ 1 phần 4 ra ngoài. Đó. Người ta gọi là thừa thiếu bao nhiêu chúng ta bổ sung vào đấy. Đó là bản chất. Các bạn nhìn thấy không ạ? Không tin các em cứ làm ngược lại. Nó giống y xì thằng này luôn. Đúng chưa các bạn? Hình dung chưa? Hình dung chưa? Không tin các bạn cứ làm ngược lại. Tại sao thế? Bởi vì D của 16 chứ x 14 bốn thì nó bằng trừ 4x mũ 3 nhân đấy đúng không? Nhân với trừ 1 phần 4 thì chắc chắn là tiệt tiêu hết tất cả cái thằng trừ 4 đi. Nó sẽ còn lại đúng x mũ 3 luôn. Đúng không ạ? Đó. Các em nhìn thấy chưa? Nó rất là vì diệu luôn. Đúng không? Người đó là thừa thiếu bao nhiêu? Chúng ta bổ sung sau. Còn mục đích của chúng ta luôn luôn phải xuất hiện đúng thằng T này. Đúng không? Chuẩn chưa các bạn? Sau đó thì mình ngầm hiểu thôi. Mình ngầm hiểu này. Thằng này có đúng chính xác là bằng trừ 1 phần 4. Nguyên hàm của gì các bạn? T mũ mấy? T mũ 1 phần 3 nhân DT. Chuẩn chưa? Đó, đây các bạn ngầm hiểu nhé. Ngầm hiểu rồi. Đó. Đúng chưa? Thì nó bằng cái gì? Số mũ sẽ tăng thêm một và chia cho trình số mũ đấy. Chuẩn chưa? Vậy kết quả cuối cùng của chúng ta bằng gì này? Các em xem này. Bằng luôn nhé. Trừ 1 phần 4 là số nó chả liên quan gì cả. Đúng không? Thằng này là T thì số mũ sẽ tăng thêm một Thằng này 1 phần 3 tăng thêm một là cộng 1 thì bằng mấy? Là bằng 4 phần 3 tức là nó là bằng 16 đúng không? Trừ x mũ 4, tất cả mũ 7 tự 4/3. Đúng không? Chia chính số mũ đấy, chia 4/3 mà cộng C. Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Đó, perfect. Hiểu chưa? Đó đẳng cấp thực sự của chúng ta thì mỗi một bài chỉ mất một dòng thôi. Đương nhiên là các bạn rút gọn được, nhưng thầy nghĩ đến đây là perfect rồi. Đúng không? Các em nhìn thấy không ạ? Nó rất là là vi diệu, các bạn nhớ nhá. Vi phân nó rất vi diệu. Các em có thể thực hiện một cách thành thục nó Thì nó làm rất là vi diệu luôn Không cần phải đặt bút đặt tất cả mọi cái gì bằng T hết Mà vẫn làm ra kết quả một cách Một dòng duy nhất thôi Ok không ạ Người ta gọi phương pháp này gọi là thừa thiếu bao nhiêu chúng ta bổ sung vào Các em chỉ cần biết mục đích của chúng ta Là phải xuất hiện thằng T Xem cái thằng nào là thằng T Thì mục đích là trong D đấy phải là thằng T đấy Thừa thiếu bao nhiêu chúng ta bổ sung vào Đó Các em thấy không Đến đây thì đương nhiên rút gọn được nhưng mà được perfect rồi Chuẩn chưa? Ok không ạ? Bây giờ tiếp tục nhá. Thầy sẽ dạy cho các bạn một số câu tiếp theo như sau. Đây. Thằng này đúng không? <laughs> 3 giây là ra, không có gì khó cả. <laughs> không phải đặt. Này nghe này câu G này nhá. Đúng không? Anh ghi lại đây đẹp ra này. Sin mu 3x, à, sin mu 3x, đúng không? Sin mu 3 của 2x nhân với cos 2x. Đấy. Để... Được chưa? đó thầy dạy các bạn này đỉnh cao dần dần nó sẽ đỉnh cao lên đúng không cứ em cứ yên tâm nhé cứ dần dần đỉnh cao lên đúng không thế bây giờ thầy hỏi các bạn nhé thế nên bây giờ nếu như mà đặt ý, thì các em nên đặt cái gì bằng t nếu như làm theo phương pháp đổi biến ý, thì các em ngầm hiểu là cái gì bằng t đặt cái gì bằng t các bạn chỉ cần trả lời câu hỏi đấy thì nó rất là vi diệu luôn chuẩn chưa thầy dạy các bạn nhé nào đặt cái gì bằng t đây nếu như làm phương pháp đổi biến ấy đúng không? Thì chúng ta đặt cái gì bằng T? Đó là đặt gì? Đặt sin x bằng T. Chuẩn không? Đó, nếu là đặt nếu là dùng phương pháp đổi biến thì chúng ta đặt sin x bằng T. Thì chúng ta sẽ biết biết là gì? Thằng này là sin mũ 3 x dự nguyên này. Đúng không? Sin mũ 3 của hai x dự nguyên. Đó, thì trong ngoặc chắc chắn phải là D của gì? D của sin x Đó, đúng không? Nếu như chúng ta đặt sin mũ sin của 2x bằng T thì chắc chắn trong D của chúng ta phải là D của sin 2x. Bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta đang xuất hiện cái thằng T mũ 3 và DT. Đúng không? Thừa thiếu bao nhiêu chúng ta bổ sung vào. Hãy lấy ví dụ này. Ví dụ nhá. D của sin x bằng đạo hàm của nó có phải là đúng chính xác là bằng bằng 2 nhân cos 2 không? Đó, tức là nó từ thừa, thừa đi 2. Thừa đi 2 chúng ta sẽ nhân bổ sung 1/2 vào đây. Đó. Hiểu không? không tin cứ làm ngược lại, không tin cứ làm ngược lại. chuẩn chưa các em? chuẩn chưa? Được không tin này các bạn nhìn thấy, các bạn ngầm ngầm hiểu này nhầm này. d sin x, d của một hàm số thì bằng đạo hàm của nó và nhân dx, và đạo hàm của sin x thì có được chính xác là bằng hai nhân cốt hai không? hai đây nhân chia hai đây là tỉ tiêu, chính xác là còn lại nguyên si cos x. đúng không? người ta gọi là phương pháp ngày người ta gọi là thừa thiếu bao nhiêu chúng ta bổ sung vào. Mục đích của chúng ta bắt buộc trong đây phải là thằng T Đúng chưa? Vậy nó bằng cái gì? 1 phần 2 giữ nguyên, số thì không liên quan Cái này có đúng chính xác là T mũ hạ T mũ 3 DT không? Đúng không em? T mũ 3 DT thì nguyên hàm của nó sẽ là bằng gì? Là bằng T mũ 4 trên 4 Tức là số mũ sẽ tăng thêm 1 và chia cho trình số mũ đấy Chuẩn chưa? Vậy nó bằng gì? Nó bằng sin 2x đúng không? Mũ 4 trên 4 Tất cả cộng với C Đó, perfect Đúng chưa các bạn? Perfect Xong Phải đơn giản không? Rất vi diệu luôn các bạn nhá. Đó, đơn giản không? Chả mất bao giờ quá một dòng hết. Tất cả các bài toán này nếu như kem thành thạo được rồi nhá thì không bao giờ quá một dòng. Đúng chưa? Thấy vi diệu chưa? Đó, thừa thiếu bao nhiêu chúng ta bổ sung vào. Tiếp tục. Câu hát phải hạn. Đúng không? Đó, câu hát nhá. Thầy dạy cho các bạn tiếp tục nào câu hát này. Tí nữa thì uh, tí nữa thì Ờ uh, Tí nữa thì thầy sẽ uh, lưu ý cho các bạn một số bài nhá. Tí nữa thầy sẽ có lưu ý. Đúng chưa? Câu hát của chúng ta là tìm nguyên hàm của sin 2x đúng không? Sin 2x, sin 2x nhân với cốt mũ 4x nhá. Sin của 2x này. Đúng không? Nhân cốt mũ 4x. Đấy. Đúng chưa? Đó. Đúng chưa? Sin 2x nhân cốt mũ 4x đấy. Đúng không? Chắc chắn là chúng ta sẽ làm theo phương pháp vi phân được. Nhưng Trước khi làm phương pháp vi phân trong bài này thì chúng ta phải biến đổi một chút xíu đã. Đúng không? Biến đổi để làm gì? Các bạn sẽ biết được mục đích của nó là ngay và luôn sau. Sin hết là công thức gì các bạn nhỉ? Công thức nhân đôi thì nó bằng 2 nhân sin x đúng không? Nhân cos x. Nhưng cos x nhân cốt mũ 4 x nhân 4x thì bằng gì? Là bằng cốt của mũ 5 x. Đó. Hiểu chưa các bạn? Hiểu không? Thầy nhắc lại nhá. Sin hết nó đó, đó được gọi là công thức nhân đôi. Thì nếu như mà chúng ta học lượng gian rồi thì các bạn đều biết là nó bằng hai sin x nhân cos x. Cos x nhân cos mũ 4 thì bằng cos mũ 5. Đúng không ạ? Vậy bài này nó sẽ làm như đây? Làm như nào đây? Chúng ta xem thằng nào là T đây? Thằng cos x chính là T bởi vì thằng này là cos mũ 5 chính là T mũ 5. Đúng chưa? Vậy 2 nhân cos mũ 5 x chúng ta giữ nguyên. Trong ngoặc chắc chắn phải là D của cos x. Đúng không? Chắc chắn phải là D của cos x. Đúng không? Nhưng các bạn nhớ này Nhưng này Cái hay của nó Nếu như các bạn phá ra D của cố đích các bạn làm ngược lại thì bằng gì? Bằng đạo hàm của nó và nhân về đích Chuẩn chưa? Mà đạo hàm của cốt thì bằng gì? Đạo hàm của cốt thì nó lại bằng Trừ sin Tức là nó đang thừa đi dấu trừ đúng không các em? Thì chắc chắn chỗ này phải bỏ dấu trừ vào Đó Chuẩn chưa các bạn? Không tin cứ các em cứ làm ngược lại Chắc chắn là giống như xì cái thằng trước luôn Bởi vì D của cốt là bằng trừ sin x nhân đích Trừ sin x nhân với trừ 2 Vừa khít luôn 2 sin x Đúng chưa các bạn? Thấy dung chưa? Đó Và đây chúng ta lại ngầm hiểu thôi Đúng không? Thằng này t mũ 5 dt T mũ 5 dt thì có được chính xác là bằng t mũ 6 trên 6 à? Vậy chúng ta sẽ biết là bằng trừ 2 này Nhân với cốt mũ 6 x đúng không? Trên 6 chúng ta cộng với gì? Cộng với c Đó Perfect chưa các bạn? Ok chưa? Rất đơn giản đúng không? Cực kỳ ví dụ luôn các bạn nhé cực kỳ ví dụ luôn. Đúng chưa? Đó, đơn giản lắm nhỉ? Thầy lấy thêm cho các bạn một số ví dụ nữa nhá. Ví dụ như sau. <laughs> ví dụ tiếp. Một ví dụ đỉnh cao tiếp theo nào. để cho các bạn? <laughs> ví dụ tiếp theo như sau. Tìm nguyên hàm của hàm số sau. Căn bậc 2 của x mũ 3 trừ Ờ, 3 x bình, đúng không? Cộng với x cộng 1 Đúng chưa? Nhân với, nhân với gì? Nhân với gì các bạn? Nhân với 3 x bình, đúng không? Trừ cho 6 x cộng 1 chẳng hạn Đóng hoặc lại nhân x Được chưa? Phải đúng chưa các bạn? Đó, đây là một con nguyên hàm cũng rất là hay Nhìn có vẻ rất là hoàng nhưng mà các em đều hiểu là chúng ta sẽ làm sao nhỉ Làm theo phương pháp vi phân thì nó rất là hay, đúng không? Vậy, phương pháp vi phân của chúng ta sẽ làm nhau Cái điều may mắn nhất ý, Trong tất cả các bài toán phương pháp vi phân Đó chính là cái việc mà chúng ta đút vào thì người ta gọi là gì? Là đút vừa khít luôn Đúng không? Tức là chúng ta không cần thêm cũng chả cần bớt cái gì hết Thì đó được gọi là bài toán dễ Đúng không ạ? Vậy trong bài này nó cũng tương tự như thế Các em đều hiểu là căn bậc 2 của thằng này chính là bằng thằng này mũ 1 phần 2 Tóm lại là bằng x mũ 3 này đúng không? Trừ 3 x bình này, cộng x cộng 1 đúng không? Tất cả mũ 1 phần 2 nhân với d của nó. Đút vào thì nó đúng vừa khi thằng này luôn. Đúng không ạ? Tóm lại là bằng gì? X mũ 3 luôn. Đúng không? Nguyên hàm của 3 x bình là bằng x mũ 3. Nguyên hàm của trừ 6x chính là bằng trừ 3 x bình. Chuẩn chưa? Và nguyên hàm của x chắc chắn là gì các bạn? Nguyên hàm của 1 là bằng x. Đó, và chúng ta có quyền chúng ta cộng thêm một thôi. Đúng chưa? Các bạn nhìn thấy đơn giản không ạ? Và chắc chắn nó sẽ là gì các bạn? Số mũ tăng thêm một và chia chính số mũ đấy. Bởi vì chúng ta đều ngầm hiểu thằng này sẽ là T và chỗ này là DT. Đúng không? Nguyên hàm T mũ 1 phần 2 DT thì số mũ sẽ tăng thêm một Đúng không? Là T mũ 3 phần 2. Đó, và chia cho chính số mũ đấy là chia cho 3 phần 2. Đúng không? Chúng ta có nhá X mũ 3 trừ 3 x bình. Đúng không? Cộng với x cộng 1. Đó, tất cả mũ mấy mũ 3 phần 2 và chia cho 3 phần 2 cộng với C. Xong, perfect đúng chưa các bạn hình dung chưa đó và trên đấy thì thầy vừa hướng dẫn cho các bạn để chúng ta thành thạo các phương pháp liên quan đến vi phân và ngoài phương pháp vi phân để giải phương pháp về đổi biến ra chúng ta còn dùng phương pháp vi phân để giải tất cả các bài toán về gì nguyên hàm từng phần nữa cơ đó thầy sẽ lấy ví dụ cho các bạn về phương pháp nguyên hàm từng phần nếu giải phương pháp vi phân được chưa các em chú ý này đây là đổi biến nhé bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho thầy phần hai nhỏ đó là phương pháp từng phần Vi phân giải từng phần. Đúng chưa? Đó rất là hay. Đúng chưa các bạn? Ok chưa các bạn? Ok chưa? Nào nghe này. Nghe này. Cái điều quan trọng nhất của phương pháp từng phần là chúng ta nhớ công thức đó thầy. Đúng không? Công thức của chúng ta huyền thoại rồi. Đúng không? Đó là gì? Nguyên hàm của U nhân DV. Thì có đúng là bằng U nhân V không? Trừ nguyên hàm của V nhân DU. Đó. Được chưa các bạn? Có nhớ công thức nào? Thì bây giờ thầy hỏi các bạn không nhớ công thức này thì có gì? Chặt cu đi còn gì nữa? Ngoài hàng từng phần mới rồi không nhớ công thức này nữa thì thầy ạ các em luôn đấy Chuẩn chưa? <laughs> Vậy là phương pháp vi phân giải từng phần mà không cần đặt u đặt v Chúng ta đều có thể giải quyết được Không cần mối cột mối quẩy gì hết Vẫn giải cho có được Đó là như sau Thầy dạy các bạn nha Nghe này Ví dụ các bạn Đúng không? ba ví dụ là các bạn hiểu vấn đề ngay Chuẩn chưa? Lấy, lấy ví dụ, nguyên hàm của đúng không? x nhân sin x nhân dx chẳng hạn. Đúng chưa? Nguyên hàm của x. Đó, nhân sin x nhân dx chẳng hạn. Đúng không? Từ cái bài toán dễ đến bài toán khó nha các em cứ từ từ ngâm hết đã, nữa. đúng không? Cho các bạn vài ví dụ các bạn hiểu ngay mà. Chuẩn chưa? Thế nguyên hàm này chúng ta phải làm gì đây? mình biết chắc chắn là chúng dùng phương pháp từng phần rồi nhưng mà từng phần ở đây chúng ta không chơi theo kiểu múa cột cũng chả chơi theo kiểu là gì các bạn à đặt udv đâu không chơi kiểu đấy đúng không mà chúng ta sẽ chơi theo kiểu vi phân có nghĩa như sau kem chú ý này x các bạn giữ nguyên đúng không cái thằng sinic các bạn sẽ đưa vào trong d mà đưa sinic vào trong d thì chúng ta hiểu là các bạn đang đi tính gì chúng ta đi tính nguyên hàm của nó đúng không nguyên hàm của sin thì đúng là bằng gì các bạn bằng trừ cốt đó Chuẩn chưa các bạn? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Thấy đúng không? Đấy Thầy dạy rồi mà Cứ đưa vào là chúng ta tính nguyên hàm mà Thì nguyên hàm của sin có đúng bằng trừ cốt không? Đúng chưa các bạn? Đó Không đặt U, không đặt DV Chúng chả cần mua cột Đúng không? Kem làm thành thạo thì nó làm rất là nhanh luôn các bạn Đúng chưa? Vậy cái vấn đề nằm chỗ này, bây giờ chúng ta xem thằng này là cái U, thằng này là cái gì các bạn? Là DV, Đúng chưa? Để giống công thức này này. Đó, các bạn đối chiều công thức này ấy. Thì về bản chất của cái nguyên hàm từng phần này nó chính là tính chất giao hoán của nó, người ta gọi là thay thế vị trí. Đúng chưa? Đó. U là x. DV chính là d của trừ cos x. Đúng không? Thì áp dụng công thức đấy thì bằng U nhân V. U nhân V của chúng ta là U là x này. Đúng không? Nhân V là nhân với gì? Nhân với trừ cos x này. Đó, đúng không? Trừ cho nguyên hàm của V tức là chúng ta giao hoán hai vị trí này cho nhau giao hoán hai vị trí tức là thằng trừ cố này bây giờ nó chạy ra ngoài thằng x này nó sẽ lọt vào trong người ta gọi là giao hoán hai vị trí với nhau đúng không ạ và về bản chất nó là bằng trừ của cố nó chạy ra ngoài đó và x này nó chạy vào trong d d của gì d của x chuẩn chưa các bạn hình dung không và hiển nhiên chúng ta biết thôi bằng trừ x này nhân cố này trừ trừ thành cộng này đúng không cộng nguyên hàm của cố x đấy đúng chưa bằng trừ x nhân cố đây nguyên hàm của cốt thì bằng gì các bạn đạo hàm của cốt bằng trừ sin còn nguyên hàm của cốt thì bằng sin đúng không kết quả là bằng cộng với sin x cộng với c đó các bạn nhìn thấy chưa đơn giản không các em người dùng phương pháp vi phân để giải gì các bạn giải nguyên hàm từng phần đều giải được hết bản chất là chúng ta lưu, gọi là công thức đưa ra và đưa vào cho thành thạo thôi nhá tiếp tục câu b đúng không câu b hãy lấy ví dụ các bạn nguyên hàm của gì nguyên hàm của x nhân len x nhân dx chẳng hạn đó đúng chưa các bạn đúng chưa thì làm sao thì <laughs> làm sao đây chắc chắn là chúng ta vẫn đưa ra đưa vào thôi nhưng thực ra thì nhiều bạn hỏi là em làm sao em biết đưa cái nào vào đưa cái nào ra vậy thầy thực ra chúng ta vẫn sử dụng câu thần chú mà thầy đã dạy cho các bạn là nhất lô nhì đa tam lượng từ mũ đúng không cái nào là u thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái đấy ví dụ thằng này có len thì các bạn hiểu là chắc chắn thằng len này nó đóng vai trò là u Đúng không? Thì chúng ta sẽ không động chạm gì đến cái thằng len này Mà chúng ta sẽ đưa cái thằng còn lại vào trong D Đó, vậy chúng ta sẽ được cái gì? Len x các bạn giữ nguyên nhé Nhân X đưa vào trong D Đúng không? X đưa vào trong D thì chúng ta tính cái gì? Tính nguyên hàm của nó là bằng D của X bình trên 2 Hiểu chưa? Mà cái này các bạn đóng, đóng vai cho là U này Thằng này DV này Đúng không? Nó dùng đúng công thức này Bằng U nhân V trừ VDU U là bằng len X này Nhân V là nhân x bình trên 2 này Đúng chưa? Tại sao biết là như thế? Bởi vì d bình trên 2 nó là dv Thì V của chúng ta chính là cái thằng x bình trên 2 đấy Đúng chưa? Đó, trừ VDU là bây giờ chúng ta giao hoán hai vị trí với nhau nha các bạn nhé Giao hóa hai vị trí với nhau có nghĩa là gì? X bình trên 2 nó đưa ra ngoài này Đó Len này nó lại lọt vào trong Tức là D của gì? D của Len x Hiểu chưa? Đó, vậy sau đó bằng thôi Cái này giữ nguyên này Len này đúng không? Nhân x bình trên 2 đây Đó, cái này các bạn để ý này. Các bạn để ý nhá, x bình trên 2 chúng ta giữ nguyên. Nhân d của len x. D của len x thầy dạy các bạn rồi, đó là bằng đạo hàm của nó và nhân với dx. Đạo hàm của len thì bằng gì? Là bằng 1 trên x đúng không? 1 trên x nhân dx. Đó, chuẩn men chưa? Và chúng ta sẽ vào việc luôn đúng không? Len x nhân x bình trên 2 trừ cái này được chính xác là bằng x trên 2 không? x bình với x là chúng ta tiệt tiêu đi một cái x rồi, nó sẽ còn là x trên 2 và nguyên hàm của x trên 2 thì bằng gì các bạn? x bình trên 4 đúng không? x bình trên 4 cộng c. Đó, perfect chưa? Đúng chưa các bạn? Rất là nhiều cái dạng toán chúng ta có thể chắc chắn vào việc được cực nhanh luôn, đúng chưa? Thầy lấy ví dụ các bạn tiếp tục, ví dụ C như sau. Nguyên hàm của 2 x cộng 1 đúng không? Nhân với e x chẳng hạn. Đúng chưa? Đó. Hiểu chưa các bạn? nhớ là đây không đặt u đặt v cũng chả mua cột gì cả người ta gọi là phương pháp vi phân đúng không vi phân về bản chất là chúng ta chỉ cần đưa ra đưa vào đây thôi nha đưa ra đưa vào đây thôi các em chú ý này nhiều bạn hỏi là chúng ta đưa cái gì vào trong và đưa cái gì chúng ta giữ nguyên thì cái gì là u thì các bạn sẽ giữ nguyên ví dụ câu thần chú của chúng ta là nhất lô đúng không các em nhớ câu thần chú này không để giải quyết tất cả bài toán nguyên hàm từng phần thì bắt buộc các em cần phải nhớ câu thần chú này đó là nhất thì gì các bạn nhất lô đúng không nhì gì các bạn nhỉ? nhì đa tam lượng và gì tam lượng và tứ mũ đó các em nhớ cái câu thần chú này không lô là logarit đúng không đa là đa tức lượng là lượng giác và mũ chính là mũ người ta gọi là thứ tự ưu tiên để chúng ta đặt u đúng không thứ tự nhá đó ưu tiên đúng không để mình sao mình đặt u chuẩn chưa thế bây giờ thầy hỏi các bạn là trong hai thằng này hai cộng một và em thì các bạn xác định thằng nào là u đây thằng nào là u các bạn múa cột cho nhanh thế rồi múa cột chưa chắc đã nhanh đâu <laughs> chưa chắc đã nhanh múa cột chỉ thực sự mạnh khi nguyên làm từng phần nhiều lần thôi đúng không gặp các đề của bộ thì cây này nó lại làm nhanh hơn đúng chưa thằng nào là u đây hai cộng một của chúng ta là đa thức đúng không có đa thức và có mũ các bạn nhớ đa thức xuất hiện trước thì thằng này chính là u đúng không vậy thằng nào là u thì chúng ta giữ nguyên cái còn lại chúng ta sẽ đưa vào trong đề đúng không với bằng này hai cộng một chúng ta giữ nguyên nhá đó MX chúng ta đưa vào thì chính xác là bằng D của MX không? Bởi vì nguyên hàm của MX thì cũng chính là bằng MX mà, đúng không? Vậy, cái này nó sẽ có dạng là UDV. Đó, các bạn nhớ chưa? Có dạng là U nhân DV. Thì theo như công thức nguyên hàm từng phần ấy, thì bằng U nhân V trừ V tức là bằng hai cộng một đây. Đúng không? Là U nhân V là nhân MX. Trừ VDU là trừ cho hai thằng này giao hoán vị trí nhau. Thằng MX nó lại chạy ra ngoài. Thằng D thằng 2x cộng 1 nó lại chạy vào trong D đúng không? Tức là E mũ x này nhân với D của 2 cộng 1 này. Đó, được chưa? Thế bằng luôn này. 2 cộng 1 đây, nhân E mũ x đây đúng không? Trừ này. D của 2 cộng 1 thì bằng đạo hàm của nó nhân đích. Mà đạo hàm của 2 cộng 1 là bằng gì? Là bằng 2 đúng không? Là bằng 2 nhân E mũ x nhân với gì? Nhân với D. Đó, và chắc chắn chúng ta sẽ tính được nguyên hàm này rất dễ dàng. Vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là gì? Kết quả của chúng ta là gì? 2 1 nhân em x đúng không trừ 2 nhân em x cộng với cộng với c perfect đúng chưa các bạn đây là kết quả cuối cùng của chúng ta đây đó được chưa các bạn hình dung chưa đó chính là kết quả cuối cùng ra và đương nhiên là các bạn rút gọn được nhưng thầy nghĩ rằng đến đây là chúng ta đã perfect rồi đúng chưa và phương pháp vi phân này thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần đó nó thực sự nó rất là mạnh và được rất nhiều bạn khá giỏi tin dùng và thầy nghĩ rằng các em nên có thể thành thạo phương pháp này Bởi vì học nguyên hàm tích phân nó không chỉ dừng lại biết đâu các em ạ à, Nó phải thành thạo Đó đúng không? Thành thạo Đến lúc mà chúng ta làm một đề thi ấy, Thì nhìn một con nguyên hàm tích phân thì trong đầu của chúng ta đã nảy số rồi Đúng không? Nảy số đây có nghĩa là chúng ta định hình ra cách để chúng ta làm bài đấy ngay từ đầu Đó ok chưa các bạn? Được chưa? <laughs> Rồi, uh, các em nhớ là những bạn nào đang theo dõi livestream thì các em nhớ chia sẻ về nhá và sau đó thì uh, thầy sẽ ẩn mất thì các em sẽ không thấy được lại video nữa đâu. Thầy tin chắc là tất cả chúng ta cần phải xem đi xem lại rất là nhiều lần, đúng không ạ? Và học thì phải đi đôi với hành. Các bạn lấy tất cả những bài tập của từ trước đến nay chúng ta thử áp dụng phương pháp vi phân này xem là liệu chúng ta có làm được hay không. Đúng chưa? Để chúng ta có thể là gì? Làm tốt hơn, làm nhanh hơn đúng không? Bởi vì các bạn đã biết là chương này nó khó. Học không cẩn thận thì toang đấy. Thầy cũng đã nói với các bạn rất là nhiều lần rồi, đúng không? Rồi đến bây giờ thì chúng ta sẽ phải vào trong nhóm để chúng ta sẽ học đúng không? Tối nay thì uh, thầy uh, và các bạn đúng không? Đó là trong nhóm vận dụng cao thì chúng ta sẽ học về phương pháp đổi biến của tích phân đúng chưa? Bởi một thì uh, những bạn nào mở trong lớp live vip rồi thì chúng ta sẽ quay trở vào trong nhóm để chúng ta sẽ học đúng chưa? Thầy chỉ live page một uh, ở ngoài một tí thôi nhá À đúng rồi. Uh, các bạn chú ý giúp thầy một chút xíu này. Uh, các bạn chú ý giúp thầy một chút xíu này. Uh, đó là hiện tại. Đó, 9 giờ tối nay thì chúng ta sẽ học ở trong nhóm này nhé 9 giờ tối nay thì tất cả chúng ta sẽ học ở trong nhóm này Đó, và chủ đề sẽ là về phương pháp đổi biến của tích phân